Ủa, chỉ vì anh ấy nhớ rõ ràng, kiếp trước xổ số hôm nay là 416, ông chủ tiền thưởng cho giải 3 là bao nhiêu? Một cược ăn hai. Nếu trúng 3 số thì 1.500 tệ. Tôi mua là 3 số 416, cậu muốn mua bao nhiêu? Tôi muốn mua 2 vạn, bao nhiêu? Ông chủ nghe thấy anh chàng muốn mua 2 vạn tiền vé số, liền bị choáng váng, cảm thấy chàng trai này thật sự là một kẻ ngốc, nhưng chàng trai không quan tâm, liền đặt 2 vạn trên mặt bàn. Đợi khi chàng trai về đến nhà, anh lập tức ly hôn vợ và đuổi cô ta ra khỏi nhà, bởi vì chàng trai nhớ rõ rằng kiếp trước anh đã bị vợ phản bội, còn câu kết với tổng giám đốc để thâu tóm công ty của anh. Quá tuyệt vọng, anh quyết định giết đôi khẩu nam nữ này. Không ngờ trong quá trình đấu khẩu với tổng giám đốc, chàng trai bị vợ tấn công từ phía sau, đầu đập vào cạnh tủ chảy rất nhiều máu. Cuối cùng anh đã không qua khỏi. Có lẽ ông trời muốn anh chàng này một cơ hội. Đợi khi anh tỉnh dậy thấy mình đã trở lại 20 năm trước, anh thậm chí còn cảm thấy sốc hơn, bởi vì anh có ký ức của kiếp trước. Vì vậy anh chuẩn bị bắt đầu trở lại từ bây giờ, và anh đã đem ngôi nhà đi thế chấp ngân hàng, tiền thế chấp được 5 vạn tệ, sau đó dùng 2 vạn tệ để mua vé số, đánh dấu điều đầu tiên cho sự trở lại của mình. Về đến nhà, anh liền đuổi vợ đi. Khi chàng trai đang nằm trên ghế sofa, cầm tờ vé số trên tay và chờ đợi, hôm nay sẽ công bố mã số trúng thưởng, giải 3 bao gồm các con số là 4, 1, 6, nghe thấy hình như là những con số anh đã mua, chàng trai cảm thấy vui mừng, quả nhiên kế quả xổ số giống như ở kiếp trước. Nhưng trong khi chàng trai đang cảm thấy hạnh phúc thì mẹ vợ dẫn theo vợ anh ta xông vào nhà. Nếu tôi nhìn ra rằng cậu không trung thực như này, cậu nghĩ tôi sẽ gả con gái cho cậu không? Bây giờ cậu nói đi là đi, cậu còn là con người không? Là cô ấy nói muốn ly hôn, tôi chỉ là đồng ý thôi. Và còn nữa, hãy giữ mồm miệng bà cho sạch sẽ, đồ hôi thối. Đừng nghĩ rằng tôi không biết, cậu chẳng qua không muốn bỏ tiền ra phụng dưỡng mẹ vợ chứ gì. Thì đúng là thế, một chút tiền này là có thể nhìn ra con người thật của cậu. Thật lãng phí những năm tháng tuổi trẻ của con gái tôi, bây giờ muốn đuổi người đi. Không đời nào, tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu không đưa con gái tôi 5 vạn phí bồi thường, thì danh tiếng của cậu coi như bị hủy, không có tiền. Vậy ngôi nhà này có thể sang tên cho tôi, cô đúng là có một kế hoạch hoàn hảo nhỉ. Ngôi nhà bố mẹ tôi dành dụng tiền để mua nó cho cô. Hãy chuyển ngôi nhà này cho con gái tôi ngay bây giờ, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Về sau sẽ không bao giờ tìm cậu nữa, chỉ là nếu không vừa ý ngôi nhà này của cậu, thì loại nông dân như cậu, ai sẽ lấy cậu chứ? Đối diện với người mẹ vợ cực kỳ vô lý, chàng trai tỏ ra không quen biết với bà ta, trực tiếp đuổi hai người họ ra ngoài. Đợi khi hai người rời khỏi, chàng trai dựa vào ký ức của kiếp trước, nghiên cứu cổ phiếu dầu thô và bất động sản. Nếu như lịch sử là như nhau thì là không nhớ nhầm. Chỉ cần nắm lấy những cơ hội này, tôi chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Vì vậy anh quyết định làm điều gì đó lớn lao với số tiền trúng số của mình. Ngày hôm sau, chàng trai đi lĩnh tiền trúng số ở ngân hàng, tiền thưởng là 13 triệu nhân dân tệ. Khi được các phóng viên phỏng vấn, chàng trai chỉ bình tĩnh nói rằng, tôi cũng không có gì cả, có quá nhiều cảm xúc. Có thể chỉ là may mắn hơn những người khác. Được rồi, một chút. Cũng mới chỉ trúng một giải nhỏ, 13.600.000. Hy vọng các bạn cố gắng để vượt qua thôi. Có một kỳ tích khác, sau khi nhận tiền thưởng, anh chàng liền đi tìm giám đốc ngân hàng và gửi tất cả tiền vào ngân hàng. Giám đốc thậm chí còn rất chú ý về dịch vụ với vị khách hàng lớn này, rồi đưa cho chàng trai một chiếc thẻ debit giới hạn trên toàn quốc và sắp xếp một trợ lý riêng cho anh chàng. Là cậu sao, Lý Hướng Đông? Tô Vũ Yến, lâu rồi không gặp. Ôi, hai người quen nhau sao? Chúng tôi là bạn học cũ. Vậy thì tốt quá rồi Vũ Yến, cô hãy đưa Lý tiên sinh đi đến phòng khách chứng khoán để tiến hành đi. Được. Không ngờ rằng cậu đã trở thành một tỷ phú rồi. Chuyện này mà lan truyền ra, các bạn học nhất định sẽ ngạc nhiên lắm đây. Ôi trời, đây chỉ là tình cờ thôi. Chỉ là không ngờ rằng còn có cơ hội có thể gặp lại cậu. Đến rồi. Đây chỉ là một phần công việc của mình, mình muốn làm thật tốt, hãy làm quen lại một lần nữa đi nào. Lý tiên sinh chào anh, tôi là trợ lý cá nhân của anh, tôi tên là Tô Vũ Yến. Đừng gọi tôi là Lý tiên sinh, hãy cứ gọi là Hướng Đông đi. Vậy mình đi sắp xếp trước để chủ tịch công ty chứng khoán đến đón cậu. Anh Lý có rất nhiều người, bây giờ thị trường đang tốt. Anh cũng đoán ra ở đây sẽ có khách hàng lớn, vì vậy chúng ta không cần với những người bình thường cùng xếp hàng với nhau. Vẫn là anh Lý lợi hại à, đi bất cứ đâu đều là VIP. Anh hôm nay chỉ là mang tất cả tài sản của mình đều mang đến rồi ư? Anh Lý, anh phải đưa em đi kiếm tiền nữa. Yên tâm, chỉ cần cổ phiếu Thực Nghiệp Thiên Hồng, anh đã xem rất lâu rồi, lợi nhuận không tồi. Ôi Lý Hướng Đông, ôi trời, nhìn anh thật là tội nghiệp, vẫn còn đến học người ta chơi cổ phiếu hả? Làm sao không được hả?
không chỉ không có não, còn tham lam nữa. Anh cũng không nghĩ xem, giao dịch cổ phiếu này có dễ dàng như vậy không? Nhìn thấy người khác kiếm được tiền anh cũng muốn học theo à? Bố mẹ anh đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm nông nghiệp, không dễ dàng gì, đừng lãng phí nó trên thị trường chứng khoán. Đây không phải là nhà của cô. Tôi có đến đây hay không liên quan gì đến cô? Chuyện đó không liên quan gì tới tôi chỉ lo lắng rằng hai cái thứ trong túi quần của anh cũng không đủ để chi trả chi phí. Học người ta chơi chứng khoán, thật là xấu hổ. Được rồi, đừng cùng với lại người chưa từng nhìn thấy thế giới bao giờ, cùng chung kiến thức, giống anh ta nghèo như thế này. Cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Lý tiên sinh quả nhiên còn trẻ mà có tài, kẻ hèn Ngô Thành, chủ tịch công ty chứng khoán. Lý tiên sinh là gọi anh đó. Ngô chủ tịch, tôi đang đầu tư 20,000 vào anh, chủ tịch Ngô anh còn trực tiếp đến đón tôi. Chủ tịch Ngô, vị này mới là Lý Hướng Đông tiên sinh. Thật ngại quá Lý tiên sinh, Ngô Thành tôi, để anh đợi lâu rồi, không sao. Ở đây có quá nhiều người, phiền anh cùng chúng tôi, lên trên lầu được chứ, xin mời. Nghe nói chỉ có số vốn, hàng chục triệu đầu tư. Chủ tịch mới đích thân đến đón. Không thể nào. Em đã biết anh ta rất lâu rồi, tiền mua nhà, đều là bố mẹ anh ta mượn của người khác, anh ta không thể có hàng chục triệu được. Lý tiên sinh, cô Tô đã nói với tôi rồi, anh là đã có dự định làm gì, đầu tư vào dầu thô quốc tế, đúng. Không vấn đề. Chịu lỗi phân phó rồi. Chúng tôi có thể chiết cho anh hoa hồng, để chiết khấu thấp nhất. Miễn phí mở tài khoản đại lý. Nhưng mà Lý tiên sinh, phiền anh cho tôi biết, anh định đầu tư bao nhiêu tiền hoa hồng, sử dụng bao nhiêu đòn bẩy kép, 12 triệu 50 đòn bẩy kép. Hãy để 12 triệu trở thành 600 triệu vốn hoạt động, Lý tiên sinh đây. Đây có thể sẽ quá nhiều rủi ro. Muốn giàu có thì phải mạo hiểm, chủ tịch Ngô. Anh có dám ký không? Lý tiên sinh, cách làm của anh chúng tôi có thể chấp nhận. Nhưng có một yêu cầu. 12 triệu phải được thanh toán đầy đủ dưới dạng tiền đặt cọc vào tài khoản công ty chứng khoán trước khi hợp đồng của anh được thanh lý, không thể chuyển tiền ra ngoài. Không vấn đề, hợp tác vui vẻ. Lý tiên sinh, phòng VIP này anh có thể tùy ý sử dụng, tôi sẽ đi mở tài khoản trước. Vị này rốt cuộc là người như thế nào? Ở trong giới tài chính rất lâu rồi, lần đầu tiên gặp một người mạnh mẽ như vậy. Hướng Đông, cậu làm như thế này có quá mạo hiểm không? Tôi chắc chắn. Đúng rồi, mặc dù cậu là trợ lý cá nhân của tôi, nhưng chúng ta vẫn thân thiết như những người bạn. Thực sự làm tất cả mọi việc, tôi đều biết rất rõ. Những điều không chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ làm. Cậu có tiền riêng không? Trong vài năm qua mình đã tiết kiệm được hơn 20,000 nhân dân tệ. Nếu như cậu tin lời của tôi có thể giúp cậu kiếm được nhiều tiền. Làm thế nào? Cậu ngồi đây. Tôi vẫn còn 1,6 triệu, cộng với 20,000 của cậu. Chúng ta mua Công nghệ Thiên Tinh, Thực Nghiệp Thương Giang và 3 cổ phiếu của Phượng Hoàng Dược. Làm sao mua? Toàn bộ kho. Làm gì mà trực tiếp toàn bộ kho, hãy tin tôi. Thì là bây giờ. Xây dựng kho. Làm xong rồi. Mình chỉ là đã đem hết số tiền tiết kiệm trong mấy năm qua, tất cả đều đầu tư hết rồi. Yên tâm đi, không vấn đề gì. Đợi một lát đi thành phố máy tính, mua một cái máy tính mới. Được rồi, vậy chúng ta đi ngay bây giờ, vẫn chưa được. Đợi đến lúc chúng ta kiếm được tiền từ máy tính. Ôi Hướng Đông, lần này cậu có tính trước không vậy? Ngược lại Thực Nghiệp Thiên Hồng tăng rất mạnh. Trước đây tôi biết, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không. Cũng may là chưa mua. DMA. Cái này mất 77,000 tệ rồi. Của cậu đây. Cảm ơn cậu đã tặng mình máy tính, cũng vì để thuận tiện dùng trong công việc. Cậu nói xem, khi còn học đại học mình cũng không phát hiện cậu lại giỏi thế đấy. Sao cậu có thể, cứ chọn cổ phiếu là nhất định sẽ tăng nhỉ. Hơn nữa còn tăng bùn bụt, hai quan thấp nhiều vui mà. Ngoài ra bình thường mình cũng thích xem tin tức. Thêm chút thiên phú và nỗ lực, và một chút may mắn mà thôi. Vậy cậu dạy mình đi, xem biểu hiện của cậu đã. Ôi trời Hướng Đông này, cậu giỏi thật đấy. Mới có 10 ngày, cậu đã thu về hơn 10 triệu rồi. Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Một mỏ dầu ở Trung Đông vài ngày trước bị hỏa hoạn, làm nổ 3 đường ống dẫn dầu lớn nhất. Chuyên gia dự báo giá dầu thô sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Bây giờ còn chưa xảy ra hỏa hoạn,
trong tài khoản của mình còn 25 triệu tệ. Nếu là đòn bẩy gấp 5 gấp 10 lần, thì có số vốn là 2,6 tỷ. Đủ để mua dầu thô quốc tế. Trời ơi, Tô đại tiểu thư, Lý Hướng Đông nói, cậu ấy sẽ nhập vào dầu thô quốc tế. Cô biết chuyện đó không? Bỏ ra 300 triệu đô la Mỹ để mua hết. Cái gì, cậu ấy điên rồi sao? Mời vào. Vũ Yên, sao cậu lại thở hổn hển vậy? Sao cậu lại có thể bình chân như vậy vậy? Có phải cậu đã tiến vào thị trường dầu thô không? Lại còn dốc sạch để mua? Đúng vậy, thông tin cậu có được cũng đầy đủ đấy. Chắc chắn rồi, lần đầu tư này của cậu cũng khoa trương quá rồi. Đoán rằng cả bên chi nhánh tỉnh hành cũng sẽ sốc đấy. Cậu xem cậu, to gan quá. Máu liều của cậu cao thật đấy. Lỡ như làm sao? May mà mất hết vốn liếng. Hủy bỏ lúc này có còn kịp không? Không thể hủy được. Tại sao? Nào cậu ngồi xuống trước đi. Vũ Yên, cậu đúng là sao may mắn của mình. Sao thế, cậu xem. Mỏ dầu lớn nhất tại quốc gia sản xuất dầu Trung Đông, cũng là mỏ dầu lớn thứ hai thế giới, đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Bây giờ lửa cháy rất mạnh, dẫn tới trong năm nay không thể khôi phục sản lượng, mỏ dầu buộc phải đóng cửa. Cậu đã kiếm được bao nhiêu thế? Để mình xem. 35 triệu đô la Mỹ. Không phải mình đang mơ chứ? Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Lại tăng thêm một đô này, 59 đô la Mỹ rồi, đã tăng cả ngày trời rồi, bây giờ mau chóng bán ra. Quăng ra ngoài rồi, trừ đi tiền vốn và hoa hồng, cậu kiếm được tổng cộng hơn 2,5 tỷ đó. Cậu lợi hại thật đấy, vậy mà lại có thể dùng hơn 50 triệu để kiếm lại mười mấy tỷ. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì người đàn ông trước mặt cậu bây giờ sẽ trở thành một trong 10 người giàu nhất thế giới. Cậu đói rồi sao? Đi ăn đêm đi. Cậu không ghét chuyện mình dẫn cậu đi ăn lề đường chứ? Cậu kiếm ra nhiều như vậy, chắc chắn phải mời mình ăn một bữa no nê rồi. Bữa này không tính được, dù là bay trên trời hay chạy dưới đất, chỉ cần có bán thì tùy cậu lựa chọn. Ai ra tiểu cô nương à? Đôi tình nhân các cô các cậu, tình cảm thật tốt nha. Hôm nay bạn trai kiếm được tiền sao? Chắc không thể chỉ mời đi ăn thôi đúng không? Còn phải đưa cô ấy đi mua quần áo nữa. Cậu nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, mua. Cảm ơn. Cậu nhất định là đói rồi. Đợi chút mình đi nghe điện thoại. Alo, nói vậy. Cô thật sự cảm thấy người trẻ tuổi này rất ưu tú, thật đó ba. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, Hướng Đông là người giỏi nhất mà con từng gặp. Không phải con sẽ dẫn bạn trai về nhà gặp ba đó chứ? Con biết hiện tại công ty đang khó khăn, lún sâu vào vũng bùn tài chính, nên mới đưa anh ấy về gặp ba. Được. Nếu đã là bạn của con, đưa về ăn bữa cơm thì không sao, nhưng còn những chuyện khác, con tự giữ chừng mực. Ba không cần nghĩ nhiều đâu. Tóm lại, sau khi ba gặp anh ấy, nhất định sẽ thay đổi thôi. Triệu Tổng, tên khốn cậu có phải không muốn làm nữa không? Triệu Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì mà cậu hoảng hốt thế, còn ra hệ thống gì nữa? Triệu Tổng, hôm qua khách hàng lớn Lý Hướng Đông đã tất tay mua vào thị trường dầu thô. Mua hết sao, cậu ta điên à? Không phải là vốn liếng tiêu tan sao? Thằng nhóc này tự tin quá mức, làm việc chẳng bao giờ theo quy tắc. Quả nhiên lại xảy ra phiền phức lớn. Đòn bẩy gấp 50 lần vào thị trường, mạo hiểm lớn như vậy mà cậu ta còn thu mua hết. Lần này xong đời rồi. Không phải đâu Triệu Tổng. Sáng ngày hôm nay, tiền vào tài khoản là 2,5 tỷ đấy, bao nhiêu cơ? 2,5 tỷ, bởi vì số tiền vào tài khoản này, nên nhiệm vụ tiền gửi hàng năm của toàn bộ chi nhánh thành phố của chúng ta, tất cả đều đạt chuẩn, thậm chí còn lập kỷ lục mới, 2,5 tỷ. Trên đường đi tôi xem tin tức, quốc tế đều đang lan truyền về cổ đông bí ẩn hôm qua, kiếm hàng trăm triệu đô la Mỹ trên thị trường dầu thô ngày hôm qua. Trùng với thời gian Lý Hướng Đông tiến vào thị trường và tổng số tiền kết toán, tôi đoán người mà khiến cả thị trường tài chính phải bàn tán chính là cậu ấy. Văn phòng lãnh đạo tỉnh đã gọi điện thoại tới. Cái này cũng xem như chuyện tốt. Tên nhóc này đã làm cái tên triệu lỗi của tôi lọt vào mắt xanh của lãnh đạo tỉnh. Dặn dò xuống bên dưới, phải bảo mật kỹ thông tin cá nhân của Lý Hướng Đông, bất cứ ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Cậu đi đi được. Đúng rồi, ngày mai cậu có rảnh không? Có. Sao vậy? Mình muốn dẫn cậu tới gặp ba mình. Vậy có phải hơi nhanh không?
đã đến gặp ba cậu rồi. Này cậu nghĩ cái gì thế? Công ty lúc trước của ba mình là làm may mặc, bây giờ tiến vào cả tài chính nữa, xảy ra chút vấn đề, thế nên mình muốn nhờ cậu giúp đỡ xem sao. Ra là vậy, được thôi, không vấn đề gì. Thực ra còn có một chuyện muốn nói với cậu. Ba mình là Tô Kinh Quốc. Chính là đại gia tỉnh chúng ta Tô Kinh Quốc sao? Đúng vậy, ngày 15 tháng 10 năm 2000, đại gia giàu nhất tỉnh tôi Tô Kinh Quốc dính bẫy lừa đảo, chuỗi vốn doanh nghiệp bị phá vỡ, công ty phá sản, đã nhảy lầu tự sát vào đêm qua. Kiếp trước Tô Kinh Quốc bởi vì kinh doanh không tốt mà đã tự sát. Kiếp này mình nhất định phải ngăn lại vì Vũ Yên, cậu không trách mình sao? Trách cậu cái gì, trách mình giấu giếm thân phận với cậu, gác. Đây cũng không phải chuyện to tát gì, nếu là trước đây, có thể mình sẽ phải chịu áp lực lớn, dù gì ba cậu cũng là người giàu có, cậu lại là cô con gái duy nhất của ông ấy. Vậy bây giờ không áp lực nữa à, bây giờ ba cậu là người giàu có, mình còn là một trong 10 người giàu nhất cả nước, cũng không xem là ngốc nghé thân phận của cậu, có ý định xấu xa đi. Được rồi, vậy chúng ta ngày mai qua, ừ. Lâu rồi không gặp, con gái bảo bối của ba. Ba à, đây chính là người bạn con nói với ba, Lý Hướng Đông, chào Chủ tịch Tô, nghe danh đã lâu. Con bé Vũ Yên, luôn nhắc tới cậu trước mặt tôi. Ai, Lý Hướng Đông phải không? Nếu đã là bạn của Vũ Yên, thì cứ gọi chú được rồi, vậy vãn bối xin phép gọi ngài một tiếng, chú Tô. Cậu biết chơi golf không? Cháu biết một chút nhưng kỹ thuật cũng thường thôi, lấy thêm một gậy nữa chúng ta đánh một trận. Rất chuẩn đấy, là tay chơi nghệ rồi. Để chú chê cười rồi. Đi nào, chúng ta tiếp tục. Chú à, trận này cháu không đánh nữa. Tại sao không đánh? Vị trí này, khoảng cách tối đa đến lỗ bóng là dưới 229m. Cơ hội của cậu rất lớn, tuy rằng khoảng cách đẹp, những cái kia đều không phải là địa điểm quen thuộc của cháu. Đối với lĩnh vực mới lạ này, cháu không thể lướt qua dễ dàng được. Một khi phát hiện ra vấn đề, cháu sẽ kịp thời dừng lại để tránh tổn thất, mà sẽ không lựa chọn liều lĩnh. Cậu nhóc này, lời nói bóng gió của cậu là đang dạy dỗ tôi sao? Cháu đương nhiên không dám dạy dỗ chú, chỉ là muốn nhắc nhở chú. Tô Kinh Quốc cơ lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, cậu tôi đi qua còn nhiều hơn đường mà cậu đi đấy. Nào đến lượt cậu tới dạy bảo tôi. Tập đoàn Tô Thị đã đứng trên bờ vực khủng hoảng, một bước bất cẩn sẽ dẫn đến phá sản. Chủ tịch Tô chắc là phải hiểu đạo lý này hơn cháu. Cháu biết có người đã mê hoặc chủ tịch Tô đầu tư, nhưng một khi đầu tư thất bại thì tiền sẽ không trở lại đâu. Bên cung cấp hàng hóa biết tài chính nhà họ Tô đang xảy ra vấn đề nên mới tới tận cửa để đòi tiền. Cháu nói có đúng không Tô tổng? Ba, Hướng Đông nói có thật không? Không sai. Sao cậu lại biết được? Những việc này là bí mật của tập đoàn, đó đều là tin tức báo đài đưa tin sau khi chú ấy nhảy lầu ở kiếp trước. Sao mình lại không biết chứ? Đây chính là một cái bẫy, mục đích của hắn ta chính là nuốt chọn cả tập đoàn Tô Thị. Bây giờ xem ra hắn cũng sắp thành công rồi, ăn nói linh tinh. Ba, Hướng Đông đã nói vậy thì chắc chắn có lý lẽ của cậu ấy. Ba không thể bình tĩnh suy nghĩ một chút sao? Được, tôi cho cậu cơ hội để chứng minh. Nếu như cậu đúng, tôi sẽ xin lỗi cậu. Nếu không thì hãy tránh xa Vũ Yên ra. Được ạ. Chỉ cần chú gọi, người phụ trách chính tới đây, tất cả chân tướng đều sẽ rõ ràng. Rồi Minh, tôi đang ở sân golf, cậu tới đây một chuyến, bác trai đợi chút nhé, cháu sẽ qua liền. Tôi đã gọi hắn ta tới rồi, các cậu gặp nhau rồi đối chất. Đừng khiến tôi thất vọng đấy. Ba, sao ba vẫn còn qua lại với tên Hà Khởi Minh thế? Yên tâm, nếu hắn ta dám có ý đồ xấu, ba sẽ không khách khí đâu. Mở rộng chân ra, thẳng lưng lên, đẩy như thế này là được. Ha ha ha. Vũ Yên về khi nào thế? Sao lại không nói với tôi? Tôi về chỗ ba tôi, không định làm phiền anh. Này, sao có thể nói là làm phiền chứ? Giữa hai chúng ta còn có cái gì mà phiền với không phiền? Tôi hỏi anh, có phải anh đã xúi giục ba tôi đi đầu tư vào lĩnh vực tài chính không? Vậy tiền đầu tư đâu? Vũ Yên, cô hiểu lầm rồi. Xúi giục cái gì chứ? Nói khó nghe thế. Bác tôi cũng là người đứng đầu giới kinh doanh của tỉnh này. Cháu sao dám xúi giục chứ? Anh đừng có chuyển chủ đề. Bây giờ tôi hỏi anh, tiền đầu tư rốt cuộc đã đi đâu rồi? Nếu đã là đầu tư thì tất nhiên là dồn vào trong dự án rồi. Những cái mà gọi là dự án này chính là anh đã lập một công ty vỏ bọc, mang hết tiền để vào trong những công ty đó nhỉ? Thằng nhóc này, là mày đâm bị thóc chọc bị gạo, không muốn sống nữa à? Hà Khởi Minh, Hướng Đông là bạn của tôi, hãy tôn trọng cậu ấy một chút. Khởi Minh này, ngày mai gửi một bản kế hoạch đầu tư của bộ phận đầu tư lên hội đồng quản trị để xem xét. Bác trai,
hội đồng quản trị có người nghi ngờ, công tác của bộ phận đầu tư, đi theo quy trình mà thôi. Có tôi ở đây thì không có vấn đề gì hết. Đó là tất nhiên, một câu nói của bác trai, đương nhiên sẽ không ai dám nghi ngờ rồi, thật ngại quá. Cháu đi nhà vệ sinh trước. Giả vờ làm một việc trong khi đang làm việc khác, hắn ta đã răng bẫy xong rồi, đến để thu tiền nhà họ Tô của mọi người thôi. Alo, là tôi đây. Chuyện chuyển tiền, trong vòng 3 ngày phải làm xong hết cho tôi. Lão già họ Tô kia hẳn đã nghi ngờ rồi. Nhất định là thằng nhãi kia. Kể cả có phát hiện ra thì sao chứ? Kế hoạch cũng sắp thành rồi. Tập đoàn Tô thì sớm muộn cũng là của tôi. Những thứ này hẳn là toàn bộ kế hoạch của hắn. Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa, mau đi vạch mặt hắn ta. Không được, tại sao? Hắn ta đã giăng trận lớn như vậy, sau lưng thậm chí còn có nhà họ Hà chống đỡ. Muốn trở mặt cũng phải chuẩn bị cho tốt mới có thể lật mặt. Hướng Đông nói đúng. Bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy, đột nhiên lại quay xe. Tôi rất lo, bọn họ chó cùng rứt dậu. Vậy những điều mà tôi nói khi nãy không phải cũng bị hắn ta phát hiện sao? Không, những lời đó chỉ cần chú nói, để hắn ta sốt ruột rồi thì sẽ lộ. Bây giờ bọn tôi bỏ ra 1 tỷ 5 để đấu giá quyền sử dụng và phát triển đất, mà giờ ông cứ thế vứt bỏ Hà thì chúng tôi sao? Mày hứa gì với nó? Bố, đừng nghe hắn nói bậy. Con chỉ hứa với hắn sẽ giới thiệu Hà thị cho bố, chứ không hề nói chắc chắn sẽ hợp tác. Chàng trai, tôi đợi cậu. Các người đứng lại. Hoắc Gia Thâm, ông đây hầu hạ mày như một con chó, mà giờ này không quan tâm tao, mày còn nói lời vô nghĩa nữa, tao đập chết mày đấy, mày có tin không? 1 tỷ 5. Nhà họ Hà bọn tao bỏ ra 1 tỷ 5, mà mày lại nói thế, không thể nào. Đáng đời. Đã thành giao đâu, không đưa tiền nữa không phải là được rồi sao, chỉ cần đặt cọc 50 triệu. Tôi cũng đi đây, cảm ơn, nợ cô một ân tình. Nhớ trả đấy. Lý Hướng Đông, con mẹ mày, dám hãm hại tao. Bảng đấu giá anh thử dơ, giá tiền tự anh hết, sao lại thành tôi hãm hại anh rồi? Đừng tưởng bố mày ngu, 1,2 tỷ cuối cùng là mày lên, mày cố tình để tao tăng giá, để tao đi vào ngõ cụt. Nếu tôi là anh, thì tôi sẽ nghĩ nên làm gì tiếp theo, chứ không phải ở đây nổi giận. Nổi giận giải quyết được vấn đề sao? Tao sẽ không cho mày được đắc ý đâu, quyền phát triển tôi đã có được rồi. Tôi sẽ không nhượng lại đâu, thế anh cứ cầm lấy đi. Tiền đề là... về nhà anh có thể ăn bớt được không? Bây giờ đã không còn sự ủng hộ của Hoắc Gia nữa rồi. Bất động sản Phổ Thanh bọn tôi hợp tác cùng với Hoắc Gia, cho dù không có mảnh đất phía nam đó thì mảnh phía bắc cũng khai thác được hết. Còn có 1 tỷ lúc trước mấy người tổn thất, sau đó lại mất thêm 1,5 tỷ. Hà Gia các người có bao nhiêu tiền lại dám đưa cho kẻ thất bại như anh giữ? Còn có, anh cũng thật là bại gia hiếu đạo. Bố ơi, chúng con về rồi. Ây ya ha ha ha, chiến thắng trở về rồi. Coi như là hoàn thành sứ mệnh đi, bố biết hết cả rồi. Thằng này lại có thể bình tĩnh đối mặt với Hoắc Gia như thế. Còn biết tiến biết lùi đúng lúc. Bạn bố có mặt ở đó khi chứng kiến cảnh đó, đã khen con lên tận trời luôn. Vì họ đúng là có tiền, có tiếng, nhưng con cũng không phải cầu họ hợp tác, chỉ là đưa ra cho họ một hướng hợp tác có lợi hơn mà thôi. Hôm nay vui vẻ, hai bố con ta phải uống 1 ly. Vậy bố con đi lấy rượu. Bố, chúng ta đều bị Lý Hướng Đông, bố biết cả rồi. Con không can tâm, ngay từ lúc bắt đầu, con đã bước vào cái bẫy của người ta rồi. Thật không ngờ, một thanh niên trẻ như Hướng Đông lại có thể đả động tới Hoắc Khởi Lâm. Đây là biến số lớn nhất, cũng là chìa khóa chuyển bại thành thắng của nhà họ Tô. Con muốn giết hắn. Mày rời khỏi thành phố trước đi, 2 bài học trong 1 ngày, sau này hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi làm việc, nếu không, tao cũng không cứu được. Lý Hướng Đông, mày đợi đấy. Triệu Tổng, có chuyện gì thế? Người anh em, lần này chú phải giúp anh, nếu không thì hỏng. Sao thế, Lương Trạch nắm được một vài tài liệu cho vay phạm pháp của xí nghiệp, bây giờ bắt đầu lôi chuyện đó ra. Số tiền là bao nhiêu? Tiền không nhiều, chỉ 3 triệu. Tên khốn nạn Lương Trạch này, cố tình đào cho tôi một cái hố. Tôi nể tình là bạn bè, nên đã cho họ vay tiền bất hợp pháp. Kết quả ai mà biết được đám người đó lại cầm tiền bỏ trốn. Bây giờ nếu Lương Trạch làm lớn chuyện này lên, thì chúng ta gặp rắc rối chắc. Triệu Lôi được thăng chức ở chi nhánh tỉnh, Lương Trạch chỉ vì vi phạm luật về góp vốn. Xem ra là mình đã thay đổi quỹ đạo của Triệu Lôi, việc này mình phải rút rồi, nếu không thấy ổn thì thôi, cùng lắm tôi không làm chức vụ này nữa. Mọi thứ rất dễ giải quyết, em đang nghĩ. Nếu xuất hiện cơ hội thế này, chi bằng chúng ta xử luôn Lương Trạch đi. Chú có chắc không? Anh gọi điện cho hắn đi, cứ nói rằng em mời ăn tối. Cái này, đây không phải là tự chui đầu lộ diện sao, bây giờ hắn đang tìm chú khắp nơi. Em chỉ sợ hắn không tìm em, nếu có tìm thì không khó xử lý. Họ Triệu à, anh còn gọi điện cho tôi làm gì?
là để xin tha hay sao? Muốn mời anh ra ngoài ăn tối, ha ha, ăn cơm à? Cho dù mày quỳ trước mặt tao, tao cũng không tha cho mày đâu. Muốn trách thì trách mày theo nhầm người. Trừ khi mày gọi thằng Lý Hướng Đông đó ra đây để nó dập đầu xin tha, thì tao còn xem xét tha cho mày. Chính cậu ta muốn gặp anh. Được, chiều ngày mai lúc 2 giờ, khách sạn Thiên Nhiên Kỷ, cầm tấm séc 80 triệu đến đây. Nếu không thì tao đập gãy chân nó, để nó bò ra ngoài. Lương Trạch có qua lại với xã hội đen, chúng ta làm như thế có phải liều lĩnh quá không? Chút thủ đoạn đó của hắn không lên nổi sân khấu đâu. Không sao thật chứ, đừng lo, hắn còn chém chết chúng ta được sao? Lương tổng của chúng tôi dặn rồi, muốn vào bên trong thì phải bò từ đây vào. Lương tổng, đây là lòng hiếu khách của anh à? Anh tưởng tìm vài tên côn đồ là có thể canh cửa được thì anh tự mình chơi thong thả. Đàn em không hiểu chuyện, mau vào đi. Mang tiền đến chưa? Tiền gì? Định mợ mày đùa tao à? 80 triệu tao bảo mày mang theo đâu? Tiền bây giờ thì tôi có. Nhưng mà ông tưởng là hôm nay tôi tới đây để đưa tiền sao? Lý Hướng Đông, chưa có kẻ nào dám láo tét với tao đâu. Mày có tin bây giờ tao sẽ lập tức kêu người chặt chân mày không? Đây là một cuộc gặp sinh tử, tiếp theo để xem ai là kẻ sẽ gửi đến cùng đây. Nhớ like và theo dõi để đón chờ tập tiếp theo nhé. Bye bye. Tập phim hôm nay tới đây thôi. Các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé. Để tôi lo. Đại ca tao bảo tụi mày muốn vào, phải chui qua hàng tao. Lương tổng, đây là cách đón khách của ông hả? Tốt thôi. Nếu ông nghĩ rằng việc kiếm một vài tên côn đồ có thể giữ cửa, vậy ông chơi một mình đi. Ha ha, em chơi vào đi. Tiền đâu rồi? 80 triệu tôi nói đâu? Bảo định, giá giảm mạnh. Nhiệm vụ được giao bởi ông Triệu đã hoàn thành. Lương tổng, những gì tôi có bây giờ là... Nhưng ông nghĩ rằng tôi ở đây để đưa tiền cho ông sao? Lý Hướng Đông, không ai dám hành động tự phụ trước mặt tên hay không? Tôi sẽ cho đàn em bẻ chân cậu rồi không? Xét trong vòng 10 phút giá cổ phiếu giảm mạnh. Làm thế nào có thể? Chính mày là người đã yêu cầu công ty giá, tôi rất xin lỗi do thi mở. Giá cổ phiếu giảm tôi đâu liên quan, tôi chỉ thấy bực bội nên muốn hủy đi vài thứ thôi. Để anh mất vài trăm triệu đầu tiên, tiền vào cuộc sống của ta đều nằm trong cổ phiếu của công ty đó. Mày đang giết tao bằng cách đập vỡ chén cơm hả? Thật là một sự trùng hợp. Nếu không thì ông quỳ xuống đi, có lẽ tôi tâm trạng tốt để lại cho ông một con đường sống. Lý Hướng Đông, tao không tha cho mày. Im lặng, nếu tôi là ông tôi sẽ suy nghĩ làm sao giải quyết. Những nhà đầu tư đó sẽ làm gì với ông? Họ có thể đột ra ông bất cứ lúc nào. Mày là ác quỷ. Cảm ơn. Mày nghĩ bạn đã thắng? Nếu không thì tất cả chúng ta ở bên ngoài. Tao là lương chiết, tao sẽ trốn thoát vào ngày mai. Vậy thì sao? Tao sẽ giết mày trước đó. Ông có phải là lương chiết không? Tôi hỏi ông có phải là lương chiết? Tôi là lương chiết. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng ông và bí mật thao túng bất hợp pháp. Tất cả là do mày sắp đặt. Những gì ông đã làm xấu phạm pháp luật là lỗi của riêng ông. Đừng ngụy biện. Nhưng nó không phải là của bạn. Lương chiết sắp chết không biết sám hối. Chúng ta không thể được sắp xếp để làm mọi thứ bởi bất tế. Chúng tôi đã chỉ là hỏi quá nhiều thảo gian dài ra điều đó. Tốt, thực sự tốt. Mày đã thiết kế nó ngay từ đầu, chỉ để đưa tao vào tù. Lý Hướng Đông, tao giết mày. Anh ơi, anh có cần em giúp vay tiền không? Tôi không. Trước đây thật khó khăn vì lương chiết đã nhìn chằm chằm. Bây giờ lương chiết đã xuống, tôi có thể lo phần còn lại. Sau này nếu gặp khó khăn gì, hãy đến tìm tôi giúp họ, tôi giúp anh. Tôi vì anh là bạn tôi. Đó là những điều tôi muốn nói. Tôi đã học được rất nhiều từ sự cố này. Những người bạn ở bàn rượu và bàn ăn tối, khi đến lúc bắt tay vào công việc kinh doanh, không ai trong số họ ai cũng có hoàn cảnh. Rồi tất cả sẽ qua thôi. Yên tâm, chủ tịch Lý sẽ đi đâu, tôi sẽ tiến cậu. Tập phim hôm nay tới đây thôi. Các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé. Tao gì? Mấy ngày nay con đi đâu vậy? Mẹ thấy trong phòng bên cạnh nơi con sống đèn không sáng, cũng không thấy ai. Mẹ con bận giải quyết chút chuyện. Chuyện gì? Sao có chuyện tốt chưa? Gì? Chỉ là đi làm chút việc thôi. Nó chủ yếu là về hợp tác kinh doanh. Không như gì nghĩ đâu. Vô nhạn, không có gì phải xấu hổ. Chờ cho đến khi cha Hướng Đông trở lại. Hãy bàn chuyện. Khi nào thì hai gia đình gặp nhau? Mẹ ơi, mẹ nói cái gì vậy? Đừng làm cô ấy ngại. Ngại cái gì nữa mà ngại? Con định không cho Vũ Nhạn danh phận à? Mẹ không đồng ý. Gặp cha mẹ hai bên đi. Anh Hoắc,
Tôi đi bây giờ. Đây là bảo bối của chúng tôi vừa về cửa hàng được gọi là kính cửa. Không tệ, thanh toán cho tôi. Giá của chiếc nhẫn kim cương này là 1 triệu. Anh có chắc là anh muốn lấy? Quay thẻ nhanh đi, tôi còn có việc phải làm. Xin hãy cất chiếc nhẫn kim cương của ngài đi thưa sau khi nói chuyện với ông Mark. Hãy làm cho cô ấy nhà yên. Cậu Lý, tôi phải về Hồng Kông ngày mai. Thỏa thuận đã được hoàn thành. Nếu cậu giành được quyền phát triển, sau đó không có vấn đề. Cảm ơn anh Mark. Không sao, chỉ là giúp chút thôi. Gia đình cậu đó chắc là một công ty tương đối mạnh trong tỉnh. Tôi vẫn tin tưởng cậu để hợp tác với cậu. Sau một thời gian, tôi cũng định đến thành phố Hồng Kông. Bởi vì tôi phát hiện ra đây là thời điểm tốt để chờ kiếm một khoản. Và không thể chơi bất động sản ở Hồng Kông mà không có vốn. Thực sự với tài sản hiện tại của tôi, bất động sản ở thành phố Hồng Kông, thị trường chứng khoán ở thành phố Hồng Kông sẽ có một cơn sóng. Vì thế, đó là những gì tôi đã nói. Nó có thể bù đắp cho việc mất 100 triệu nhập khẩu sẽ được trao. Cậu cần gây chú ý. Trong thời gian ngắn nhất định sẽ nổi sóng lớn. Cậu chắc chắn đến mức nào? Anh Hoác biết. Không có sự chắc chắn tuyệt đối 100% trên thị trường vốn. Tôi thực sự đang ở trong một tâm trạng tồi tệ. Bây giờ nên thực sự cần một cơ sở, cơ hội kiếm lại tiền nhanh chóng. Ai, khá rất khá. Hẹn gặp cậu ở thành phố Hồng Kông. Nếu cậu thực sự có thể làm những gì cậu nói, chắc chắn cậu sẽ là người quan trọng của Hoác gia chúng tôi. Khi chúng tôi đến Hồng Kông, chúng tôi nhất định vẫn liên lạc với anh nhé. Em đang làm gì ở đây vậy? Anh biết chưa, danh sách giàu đã có. Anh đã là người giàu nhất nước. Ồ, không tệ. Chúc mừng. Vậy anh phải chúc mừng em. Vì sao? Bởi vì em sắp lấy người giàu số 1. Ai bảo em muốn lấy anh chứ? Ồ, thế thì thôi vậy nhỉ. Thật đáng tiếc chiếc nhẫn kim cương này. Vậy thì hãy nhanh nó đi, em nghỉ. Không đơn giản đâu. Bác trai, Vũ Yên, cháu còn có chút chuyện phải đi trước. Được. Xem ra cậu ta cũng sốt ruột rồi. Muốn về để chuẩn bị chuyện chuyển tiền. Tôi có thể xử lý được mặt này, nhưng số tiền đầu tư ra thì rắc rối rồi. Cháu có thể giải quyết được, khẩu khí cậu lớn quá nhỉ. Đó là 600 triệu đấy, cậu có thể đem về. Chỉ cần là chuyện về tiền nong, đối với cháu không thành vấn đề. Ba à, Hướng Đông rất giỏi đấy, đừng làm loạn. Đó là 600 triệu đấy. Không ngờ ba sống lần ấy năm, cuối cùng vẫn bị che mắt. Hướng Đông chú coi trọng cháu, Vũ Yên ở cùng cháu chú rất yên tâm. Ba à, ba nói lung tung gì thế. Nếu không xảy ra những chuyện này, chú sẽ từ từ xem xét. Nhưng hiện tại không còn thời gian nữa rồi. Chú Tô, không phải chỉ là 600 triệu thôi sao? Cháu có. Ba à, vài ngày trước Hướng Đông đã kiếm được 2,5 tỷ đấy. Bao nhiêu cơ? 2,5 tỷ. Cậu ấy đã kiếm được nhiều như vậy trong một ngày. Ở thị trường hàng hóa kỳ hạn, hộ sinh khảo lý. Ta thật sự đã già rồi. Chú à, chú không cần phải tự hạ thấp mình. Dù sao kinh nghiệm của chú chắc chắn hơn những người trẻ nhiều. Phương diện này cháu còn phải học hỏi chú. Hướng Đông, trước đây thái độ của chú với cháu không tốt, nên muốn xin lỗi cháu. Chú đừng khách khí vậy. Vốn dĩ cháu cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng nếu Hà Khởi Minh gây bất lợi cho chú và Vũ Yên, thì chắc chắn cháu sẽ không thể trơ mắt nhìn. Hà Khởi Minh dồn hết tiền đầu tư vào cổ phiếu Thiên Long. Chú yên tâm, cháu sẽ bắt hắn ta nôn hết số tiền 600 triệu ra. Cháu định làm thế nào? Nhà cái buôn bán qua lại. Hôm nay cháu đến làm người dẫn dắt ván cờ này. Hướng Đông này, đây chính là văn phòng của chú. Nào, cháu ngồi đây. Chú Tô, cháu ngồi chỗ của chú thì không hợp lý lắm. Có gì không thích hợp chứ? Cứ dùng máy tính tùy ý, có gì thì báo với chú. Nào. Hà Khởi Minh mua cổ phiếu Thiên Long, cháu sẽ đầu tư vài trăm triệu để cho hắn ta nâng hạn mức. Sau đó sẽ bắt đầu mua toàn bộ, để giá cổ phiếu giảm mạnh. Được rồi chú à, lần này Hà Khởi Minh lỗ nặng rồi. Alo, Hà Thiếu, anh mau đến xem cổ phiếu Thiên Long đi, sắp đạt giới hạn rồi. Hôm nay chúng ta đã thiệt hại mất 2 tỷ đó. Phải làm sao đây? Chỉ trong chốc lát chúng ta sẽ câm miệng hoảng hốt cái gì? Để tôi xem xét tình hình, rồi báo tin lại sau. Em đi WBD. Đây rõ ràng là có người chơi mình. Không được, nhất định phải đầu tư tiền. Nếu không thì sẽ mất sạch 600 triệu. Alo, tôi đã thấy tin tức rồi. Đầu tiên huy động tiền từ tài khoản của tôi. Đại khái còn khoảng 60 triệu. Kéo giá lên trước. Giá cổ phiếu đã tăng.
Xem ra hắn đã có phản ứng lại rồi. Tướng Đông, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếp tục hạ thấp giá xuống sao? Không, hắn ta đang giành lợi với chúng ta. Trước đó cháu đã lay động đường đi xuống, đã thu hút không ít, nhưng vẫn không đủ. Hắn ta muốn kéo giá, thì chúng ta sẽ kéo cùng hắn ta luôn. Cháu sẽ đầu tư thêm vài trăm triệu vào. Đối phương cũng đang kéo giá cổ phiếu. Kỳ lạ, tôi tưởng bọn họ sẽ bỏ chứ. Xem ra bọn họ nhắm vào tôi rồi. Hà thiếu, nếu cứ như này thì 60 triệu tệ của chúng ta rất nhanh sẽ bị nuốt chọn. Phải mau chóng nghĩ cách. Mẹ nó chứ, tôi chuyển thêm cho cậu 14 triệu nữa. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ trong vòng 30 phút cho tôi. Khi đến lúc thì đóng cửa thị trường. Ngày mai khi bắt đầu phiên giao dịch rồi nói. Ai, được rồi. Xong rồi đó chú, cháu đã nói với Triệu Lỗi rồi. Tài khoản cá nhân của chú lập tức sẽ xong. Xong việc chú ký tên là được. Không vấn đề gì. Chúng ta phải mau chóng nắm chắc trước khi đóng cửa thị trường, nên chỉ đành mở hai nick phụ cùng lên thôi. Ba tài khoản cùng lên, cháu sẽ khiến Hà khởi binh tối nay mất ngủ. Hà thiếu, phòng tuyến của chúng ta thất thủ rồi, mất hết tiền rồi. Con mẹ nó, nhà mày mở kho bạc à? Rốt cuộc là thằng khốn nào, cứ phải đối phó với mình chứ. Không được, mình phải tìm ba tới giúp. Chiều nay ba vừa nhận được tin, giá cổ phiếu của cổ phần Thiên Long có biến động. Là có người muốn thao túng giá cổ phiếu, con đã đấu với bọn họ rồi. Đúng ạ, con thấy, chính là lão đó dở trò, có nghĩa là kế hoạch của con đã bại lộ rồi. Ba, kế hoạch vẫn luôn rất thuận lợi. Người của con đều là thân cận, không thể bán đứng con. Con vẫn không hiểu nổi, lão già tôi đó đã nghe ngóng được từ đâu. Con tưởng kế hoạch của con luôn hoàn hảo không chê vào đâu được, mà sau lưng ba đã xử lý giúp con bao nhiêu lần rồi, con có biết không hả? Ba, vấn đề lớn nhất bây giờ là chúng ta phải ứng phó lại, nếu không sẽ chẳng còn xu nào mất, phí lời, gia tộc không thể không quan tâm được. Nhưng con phải biết, nếu xử lý không tốt chuyện này, con muốn tiếp quản ba. Không có cửa đâu, con dám khẳng định người đó chính là muốn phá. Có lẽ bọn họ đã sớm gài bẫy chúng ta rồi. Kiếm tiền không phải là mục đích của bọn họ. Hắn ta muốn đánh vào bất động sản Thiên Long. Ba à, ba rót vốn cho con đi. Con sẽ thắng mà. Con cần bao nhiêu? 1 tỷ. Nhiều tiền như vậy là phải dùng hết toàn bộ gia sản đấy. Con biết hậu quả không? Tính cả tiền của con, tổng cộng có số vốn 1,7 tỷ, kể cả đập. Ba à, chúng ta vẫn có thể lan truyền thông tin rằng chuỗi vốn của tập đoàn Tô Thị đã bị phá vỡ. Nếu như người đó đúng là chống lưng cho lão Tô trong thị trường cổ phiếu, thì hắn ta sẽ bị chúng ta tấn công cả hai đầu, không thể cùng lúc để ý trước sau. Trước phiên giao dịch ngày mai sẽ gửi tiền cho con, nhưng con phải nhớ, trận này chỉ có thể thắng, không thể thua. Vị trí người thừa kế gia tộc ai cũng sẽ không cướp đi được. Ngay cả ta cũng bị liên lụy vì con, ba yên tâm đi, không thua được đâu. Tập đoàn Tô Thị là của chúng ta, con cũng muốn cả Tô Vũ Yên. Sao hả? Hà Khởi Minh phản ứng rất nhanh, hơn nữa nguồn vốn dồi dào, cháu ước tính hắn ta sẽ chuyển đi ít nhất 100 triệu. Có điều tiền của cháu có được chắc cũng sắp đến rồi, mua vào với giá thấp, ngược lại giá đã tăng lên rồi, cháu kiếm được hơn 10 triệu. Cứ như vậy thì vài giờ nữa là có thể kiếm được hơn 10 triệu rồi. Ba, con đã nói rồi mà, Hướng Đông rất giỏi. Ngày mai cháu định làm thế nào? Ngày mai Hà Khởi Minh chỉ có thể tiếp tục quyên tiền, ai có nhiều tiền hơn cháu. Lúc đó là lúc cháu sẽ nuôn tính. Cháu sẽ nuốt chọn toàn bộ dòng tiền hiện tại của hắn ta. Lý Hướng Đông, cháu có kiến nghị gì về phát triển trong tương lai của Tô Thị không? Chú à, thực tế nếu có mục đích như vậy, phải xem xét về ngành bất động sản. Ngành này trong tương lai sẽ trở thành ngành công nghiệp chính của nền kinh tế nước ta, cần phải sắp xếp càng sớm càng tốt. Chú cũng nghĩ tới điều này rồi. Chỉ là số tiền đổ vào nó quá lớn, các công ty bình thường sẽ không mua được. Thực tế, tiền không nhất thiết là phải cầm hết. Chú cứ tìm một số địa điểm tiềm năng, rồi dùng nó để vay ngân hàng, dùng khoản vay để chi trả 35% vốn, cuối cùng tìm nhà thầu tạm ứng kinh phí, sau khi hồi vốn sẽ trả tiền cho họ sau. Cách này được đấy. Cháu có hứng thú không? Chú có mối quan hệ rộng, cháu có tiền, hai chúng ta có thể hợp tác. Vâng, chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Tôi biết rồi. Sao rồi chú?
Hà Cởi Minh chó cùng rất giàu. Đã lan truyền thông tin tập đoàn Tô Thị đầu tư thất bại. Chú cần phải tới công ty một chuyến. Ice Bar à? Có cần con giúp không? Không cần đâu, chút sóng gió này bà vẫn dàn xếp ổn thỏa được. Cái tên Tô Kinh Quốc chú ở tỉnh này cũng được xem là một thương hiệu, nói thế nào cũng ép xuống được. Yên tâm. Hướng Đông, tối nay cậu ngủ lại nhà mình đi. Nhanh vậy? Muốn gì đây? Đây là ý của ba mình. Mình đùa thôi. Vũ Yên, ba cháu có nhà không? Ba cháu vừa ra ngoài rồi. Chú hai có chuyện gì không? Chú tới đây ngồi xuống trước đã. Chú nghe nói tiền trong tập đoàn chúng ta xảy ra vấn đề nên chú qua đây để hỏi. Chú hai, chú yên tâm đi. Tập đoàn lớn như vậy không thể xảy ra vấn đề tài chính được đâu ạ. Nói vậy không đúng. Hôm nay chú đến đây là muốn bảo ba cháu thanh toán tiền hàng của chúng ta trước. Mặc dù nói là sang tháng sau mới đến ngày kết toán, nhưng chúng ta không gánh nổi mối nguy hiểm này đâu, phải không? Mới có chút biến động nhỏ. Chú là chú hai của cháu, là anh em của ba cháu. Chú chẳng những không giúp đỡ, ngược lại còn đến đây đòi tiền. Hồ đồ. Cháu chỉ là một đứa trẻ, cháu hiểu cái gì chứ? Cháu lại có thái độ như vậy khi nói chuyện với trưởng bối. Chú hai, chú cũng không nhìn lại mình đi, làm được những gì? Lại còn chỉ trích thái độ của cháu. Ừ, ba cháu cũng không dám dùng thái độ này để nói chuyện với chú. Cháu là cái thá gì chứ? Lấy tiền ra đây, 1 triệu tệ trả cho ta. Chú à, cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, cháu nghe thấy cả rồi. Theo thỏa thuận thì tháng sau mới đưa tiền hàng. Bây giờ chú đã đến đòi, vừa không hợp tình vừa không hợp lý. Vậy nên mời chú về cho. Thứ này ở đâu ra vậy, cũng dám làm ầm ĩ trước mặt tôi. Đây là chuyện nhà họ Tô chúng tôi, liên quan gì tới cậu chứ? Chuyện của Vũ Yên cũng là chuyện của cháu. Vũ Yên à, cháu cũng không muốn bị người ta lừa gạt chứ. Bây giờ trong xã hội có nhiều loại người lắm, người chơi bời lêu lồng, chuyên gia lừa tiểu thư nhà giàu như cháu đấy. Cẩn thận chút, tìm đàn ông cũng phải chọn đối tượng tử tế. Cái loại nghèo hèn này là cái thá gì chứ? Người mất mặt cũng là nhà họ Tô của cháu. Anh cả anh về rồi. Không phải chú đến tìm tôi sao? Tôi tất nhiên phải về rồi. Anh cả em cũng muốn hỗ trợ nhà mình. Hay là anh cứ đưa em tiện hàng trước đi. Đây là 1,13 triệu tiền hàng. Cầm lấy rồi cút đi. Anh cả, đây là anh không đúng. Nói gì thì em cũng là em trai ruột của anh. Cái dáng vẻ bố thí này của anh là có ý gì? Em cung cấp hàng hóa cho anh trả em tiền, đó là điều hiển nhiên. Chất lượng hàng hóa của chú thế nào, không tính toán trong đầu sao? Nếu không phải là quan hệ máu mủ thì tôi đã vứt đi từ lâu rồi. Không phải anh chỉ đưa 2 đồng bạc rách thôi sao? Dù sao thì bây giờ tập đoàn cũng bất ổn, vật đổi sao rời, em xem anh làm thế nào. Chú Hướng Đông, đế cháu phải chê cười rồi. Không có đâu chú. Bên cấp hàng đó sao rồi ạ? Tạm thời đang ép xuống, nhưng phải nhanh chóng thêm tiền, nếu không chú cũng không chịu được lâu. Trận chiến này mai sẽ phân định thắng thua. Dù thế nào đi nữa, không cần phải áp lực tâm lý. Sắp mở phiên giao dịch rồi, trận chiến này thắng thua đã định, cũng định sinh tử. Mua vào, lấy mức giá này cho tôi, tất cả cổ phiếu. Các bạn lướt thấy video thì hãy nhấn like nhé. Tiếp sau đây sẽ xem hai bên ai. Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Chắc giờ chết mất rồi. Hắn xuất hiện rồi. Vẫn còn muốn đấu sao? Bằng mọi giá, mua hết tất cả cho tôi. Định đấu với tao sao? Không có khả năng đâu. Với 1 tỷ này, tao có thể mua hết cổ phần của Thiên Long. Ta đã cắn câu rồi, chúng ta thu lưới thôi. Hà Thất Minh sẽ phải trả giá. Hà Thiếu, không ổn rồi. Đối thủ muốn bắn ra. Hà Thiếu, tất cả tiền của chúng ta đều được giao dịch thành công bởi một tài khoản khác. Tiếp tục cho tao. Dùng bố, Hướng Đông đã lấy lại hết số tiền mà tên Thất Minh lừa của chúng ta rồi. Đúng đúng đúng, bạn trai của con thật sự vô cùng giỏi. Bố ạ, con thua rồi. Cả gia tộc hiện đang rất tức giận. Con giải thích sao đây? Ta sẽ cố gắng xoa dịu mọi người trong gia tộc để tránh việc họ khai trừ con ra khỏi gia tộc. Tạm thời đừng về nhà. Con không hiểu. Có biết kẻ chơi con là ai không? Con không biết.
Không biết sao, hắn đã lấy đi của anh 1 tỷ đô đấy. Thậm chí không còn đủ tư cách là người thừa kế nữa. Cuối cùng giờ anh nói với tôi là không biết đối thủ là ai. Bố à, một người có sức mạnh như vậy chắc chắn không phải là một người vô danh. Con nhất định sẽ tìm ra. Lần này gia tộc mất mát lên tới 1 tỷ đô la. Không cần anh nói, gia tộc cũng không tha cho hắn. Thời gian này anh nên lánh mặt đi đâu đó, đừng ở thành phố này nữa. Việc còn lại để ba lo liệu. Hướng Đông, cũng may lần này nhờ sự giúp đỡ của cháu, nếu không chú đã mất cả rồi. Chú không cần khách sáo ạ. Việc của gia đình chú cũng là việc của cháu. Có lẽ thời gian tới, chú và gia tộc họ Hà sẽ đối đầu nhau. Nhã Nhã, phiền cháu chăm sóc giúp. Chú đừng lo lắng ạ. Sau khi việc này giải quyết xong, chúng ta hãy nói về dự án bất động sản đi. Chú rất quan tâm tới nó. Vâng ạ, ngành bất động sản chắc chắn sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này. Cháu sẽ sớm triển khai nó và báo kế hoạch cho chú biết. Được, chú còn có việc phải làm. Hai đứa cứ tự nhiên. Dạ vâng, chú có việc cứ làm đi ạ. Này, giờ chúng ta làm gì? Kiếm được tiền rồi thì phải ăn mừng và mua những thứ gì mình thích. Chúng ta đi mua xe đi. Xe này đẹp ha. Tớ cũng thấy vậy. Thưa ông đang quan tâm đến... Phim hôm nay đến đây thôi. Các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé. Người đàn ông giàu có dẫn bạn gái đi mua xe, nhưng lại bị nhân viên bán hàng coi thường. Tiên sinh, hai người có hứng thú với chiếc xe Ben này sao? Tôi có thể giới thiệu qua cho hai người. Tiện Lộ Lộ, muốn kinh doanh thì phải có tầm nhìn một chút. Nhìn họ ăn mặc như này mà cũng muốn mua Ben sao? Chỉ cần là khách hàng, cho dù mua hay không mua thì cũng phải đối đãi thật tốt. Đồ ngốc. Nhà quê thì vẫn chính là nhà quê, làm sao mà so bì được với người thành thị. Cô bị mất não à? Chỉ cần cô cảm thấy làm như vậy là đúng, không cần phải quan tâm tới người khác nghĩ gì. Tôi có thể ngồi vào trong được không? Được ạ. Này, đợi một chút. Anh biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không? Làm sức thì anh đền nổi không? Chiếc xe này để ở phòng trưng bày, chẳng phải là để cho khách hàng trải nghiệm sao? Đúng là để cho khách hàng trải nghiệm, nhưng không phải để cho một người nghèo hèn như anh trải nghiệm. Cái cô này thái độ phục vụ quá tệ rồi. Người như cô mà cũng có thể làm nhân viên bán hàng sao? Mỗi chiếc xe ở đây đều trị giá vài triệu đồng. Cô mua nổi không? Sao cô biết là tôi không mua được chứ? Nếu cô mua được, thì tôi nuốt khăn rẻ lau này được chưa? Được rồi, xe cũng đã xem rồi. Đừng đứng ở đây ảnh hưởng tới người khác. Đúng thật là mùi của những kẻ nghèo. Quẹt thẻ thanh toán. Bây giờ cô nuốt chiếc rẻ này được rồi đấy. Lấy đại một chiếc thẻ ngân hàng ra để đánh lừa người khác. Đúng chứ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Mau ghi hóa đơn cho tôi đi. Hả? Anh mua thật sao? Đúng vậy. Giao dịch thành công. Sao hả? Không nuốt ạ? Tiên sinh, tôi sai rồi. Xin lỗi anh, lời của mình nói ra đã quên rồi sao? Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Lý Tường Đông. Không ngờ cô vậy mà cũng có thể tới đây. Giả vờ lạnh lùng gì chứ? Cũng không tự cầm gương lên soi xem dáng vẻ của bản thân như thế nào. Những nơi như này anh cũng có tư cách đến đây sao? Tôi không có tư cách đến. Cô có chắc? Tôi được Lương Tổng đích thân dẫn tới đây. Anh là cái thá gì chứ? Là người do Lương Tổng dẫn đến thì sao chứ? Cũng chẳng vượt trội hơn ai đâu. Anh chàng trẻ ạ, anh cần nên nhớ rằng không phải ai anh cũng có thể đắc tội được đâu. Anh tự cút ra khỏi đây, hay là để tôi gọi bảo an lôi anh ra khỏi đây. Bảo an. Lương Tổng, Lý Tường Đông là người do tôi dẫn đến. Lão Triệu, anh ta là bạn của cậu sao? Anh bạn này tôi không hề đơn giản. Bỏ ra công sức trong vài ngày là có thể kiếm được mười mấy triệu rồi. Người trẻ bây giờ thật tài giỏi. Xem ra, những người lớn tuổi như chúng ta phải nghỉ hưu rồi. Lương Tổng, thị trường tài chính không nhìn vào tuổi tác. Nếu càng già thì càng kiếm được nhiều tiền. Vậy thì các cô các bác đều là ông thần chứng khoán rồi. Rất lâu rồi không có ai dám nói chuyện như vậy với tôi. Lương Tổng, tôi là đang tôn trọng ông. Nhưng người phụ nữ bên cạnh ông tôi lại rất quen thuộc. Cô ta là vợ cũ của tôi. Này, anh như vậy là đang xúc phạm Lương Tổng. Chơi đùa người phụ nữ bị cậu ruồng bỏ rồi à? Anh chàng trẻ, có phải anh nghĩ rằng bản thân kiếm được mấy đồng bạc thì có thể xúc phạm người khác sao? Lương Tổng, tôi không xem thường ai cả. Nhưng có người nếu như vì một người phụ nữ mà lên mặt với người khác, vậy thì tôi không cần phải nể mặt hầu hạ người đó. Được. Nói vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ bằng cậu cược với tôi một ván. Chúng ta mỗi người chọn một tờ cổ phiếu, xem tờ nào tăng giá hơn. Cũng xem rốt cuộc tôi thật sự già rồi sao? Hay là cậu quá ngông cuồng? Lương Tổng, Lão Triệu, không muốn gây chuyện thì im miệng đi. Có dám không? Đương nhiên là dám rồi. Nhưng tôi muốn thêm phần kịch tính hơn. Không biết Lương Tổng ngài có để tâm không? Cậu so tiền với tôi. 10 triệu. Lý Tường Đông,
anh đừng nghĩ rằng bản thân may mắn kiếm được tiền thì có trời bằng vung. Ngài có dám không? Có gì mà không dám chứ? Bắt đầu đi. Người anh em à, cậu phải cẩn thận đấy. Lương tổng làm giàu chính là nhờ vào cổ phiếu đấy. Sẽ không lơ là một giây một phút nào đâu. Yên tâm đi anh Triệu, tôi biết tự lượng sức mình. Cô là Vương Tinh Tinh. Vậy thì sao hả? Tôi muốn nhắc nhở cô, đừng làm một người phụ nữ chanh chua, gây sự vô cớ nữa. Như vậy chỉ khiến người khác coi thường cô mà thôi. Đẹp quá đi. Nhất định phải có được cô gái này. Cô dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Cô nghĩ rằng người khác đều giống như cô sao? Rất xin lỗi, tôi không phải người phụ nữ như vậy. Nói hay lắm. Vị tiểu thư này, tôi Lương Trạch, chủ tịch của tập đoàn Lương Thị. Lương Tổng, sao anh? Xin lỗi, tôi không quen biết ông, cũng không muốn làm quen với ông. Tôi cảm thấy chúng ta có thể thân thiết hiểu nhau hơn. Đây là người phụ nữ của tôi. Lời nói của ông đi quá xa rồi đấy. Hy vọng đến lúc thua, cậu vẫn kiêu ngạo được như này. Lý Tường Đông, chỉ bằng lại thêm chút kịch tính đi. Hãy để Tô Dư Yên tham gia cùng đi. Ai thắng thì Tô Dư Yên phải đi theo người đó. Như vậy chẳng phải càng thêm thú vị hơn sao? Tinh Tinh, em thật thông minh, anh càng ngày càng thích em rồi đấy. Tiểu tử, nếu như không dám thì quỳ xuống, rồi bò từ đây ra ngoài. Dư Yên, chúng ta đi. Tương Đông, anh nói với em, anh có tự tin rằng mình sẽ thắng không? Dễ như trở bàn tay. Được, vậy thì cá cược với ông ta đi. Anh sẽ không để em thất vọng đâu. Lương Tổng, nếu tôi đã theo ông cá cược, vậy thì ông cũng nên tăng giá. Tôi không thích người phụ nữ bên cạnh ông. Thẻ đánh bạc của ông phải tăng thêm 30 triệu. Được, tôi cá cược với cậu. Nếu như cậu thắng, thì số tiền này sẽ thuộc về cậu. Nhưng anh cũng phải có bản lĩnh thì mới thắng được. Cổ phiếu màu xanh đậm này đã tăng lên trong những tháng gần đây. Chính là nó. Mình nhớ lúc đầu cổ phiếu Thiên Cơ, trước tiên giới hạn thấp, sau cùng mới tăng lên. Tin tức tài chính đã đưa tin, sự kiện thiên nga đen trong thị trường chứng khoán. Lương Trạch, 30 triệu tôi nắm chắc rồi. Tôi chọn cổ phiếu Thiên Cơ. Tôi cược nó có thể đạt đến giới hạn cao nhất. Cổ phiếu này đã ngừng tăng trong 3 tháng rồi. Anh nói với tôi nó có thể tăng đến mức giới hạn sao? Cổ phiếu màu xanh đậm do Lương Tổng chọn, vừa nhìn là biết sẽ tăng không ngừng rồi. Lý Tường Đông, anh đang đùa tôi sao? Cổ phiếu Thiên Cơ đang giảm xuống. Ai dô, miệng anh cũng thần thật đấy. Vậy mà lại chọn cho mình một cổ phiếu đang giảm xuống. Ai gu, anh thật là chọc tôi cười chết mất. Tiếp theo đó, cổ phiếu mà người đàn ông chọn có thật sự tăng tới giới hạn như anh ấy đã nói không? Mà người phụ nữ này có thể né tránh được sự quấy rối của lão già dê sồm này không? Chiếc Mercedes-Benz trị giá hơn 16 tỷ, đang muốn nhờ nhân viên giới thiệu một chút, không ngờ lại bị quản lý cửa hàng coi thường. Bọn họ ăn mặc như vậy mà đòi mua Mercedes-Benz à? Em gái đeo kính nói người vào đây đều là khách, đều cần được đối xử bình đẳng, thế mà lại bị quản lý mắng một trận. Gái nhà quê là gái nhà quê, sao mà so với người thành phố được? Não uống nước à? Chỉ cần cô cảm thấy mình làm đúng thì không cần quan tâm người khác. Tôi có thể vào ngồi không? Được ạ. Này, đợi chút. Anh biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Nó mà hỏng thì anh đền nổi không chứ? Xe đặt trong showroom không phải là để người ta thể nghiệm sao? Đúng là cho người ta thể nghiệm, nhưng không phải cho loại người nghèo như anh thể nghiệm. Con người cô, thái độ phục vụ kém quá đấy. Cô như vậy mà cũng bán hàng được ư? Xe ở đây chiếc nào hàng chục tỷ, cô có mua nổi không? Sao cô biết tôi không mua nổi? Nếu cô mua được, tôi sẽ nuốt cái rẻ lau này luôn. Được rồi, xe cũng mở rồi, đừng đứng đây trướng mắt nữa. Cái vẻ nghèo khổ gì vậy không biết? Quẹt thẻ trả toàn bộ. Hả? Bây giờ cô nuốt cái rẻ đi. Tùy tiện lấy cái rẻ ra lừa người ta chứ gì. Không thấy quan tài không đổ lệ, lấy hóa đơn cho tôi đi. Hả? Mua thật sao? Thật. Giao dịch thành công. Sao hả? Không nuốt rẻ à? Thưa anh, tôi sai rồi. Xin lỗi ạ, lời mình nói mà quên rồi à? Thôi vậy, mình đi thôi. Xe này xịn thật đấy. Xịn hơn chiếc Audi của em nhiều. Thích không? Thích thì mua cho em một chiếc. Không cần, em sẽ tự mình kiếm tiền mua. Có chí khí nhỉ? Hôm nay chúng ta đi tìm một người, anh ấy sẽ là trợ thủ đắc lực của anh. Ai vậy? Ông Hoàng làm công đường Hồng Văn. Ngày nào đường Hồng Văn tan làm cũng sẽ đến quán nướng đối diện công ty này uống vài ly. Sao anh biết? Lý Hướng Đông nhớ lại ký ức kiếp trước, biết ông Hoàng làm công đường Hồng Văn thích ăn đồ nướng vỉa hè, thế là ngồi đợi ở đây để lôi kéo anh ta. Anh muốn cùng đường Hồng Văn thành lập một công ty internet có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Anh ta đến rồi. Vẫn như cũ sao? Đúng vậy, đợi chút nhé.
Chào anh Đường, tôi có thể ngồi cùng nói chuyện không? Chúng ta có quen ư? Trước đây không quen, nhưng bây giờ thì quen rồi. Chào anh, tôi tên là Lý Hướng Đông. Anh Lý tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi muốn mời anh Đường gia nhập công ty của tôi. Xin lỗi anh Lý, tôi còn có việc, nói sau nhé. Anh Đường, anh biết nếu làm giả bằng cấp thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đúng chứ? Anh có ý gì? Giám đốc Đường, bằng tiến sĩ đại học bách khoa ở California của anh là giả đúng không? Anh đang uy hiếp tôi. Tôi không uy hiếp anh. Anh vẫn luôn nơm nớp lo sợ vì vấn đề học lực. Tại sao anh lại không tìm một công ty đồng ý chấp nhận giấc mơ của mình chứ? Lương một năm của tôi là 13 tỷ đấy, anh có trả nổi không? Tôi trả anh 26 tỷ, anh đáng giá với mức lương này. Anh là công ty nào? Trước mắt thì vẫn chưa có công ty. Có điều nếu như anh đồng ý, tôi sẽ đăng ký công ty với tốc độ nhanh nhất. Anh là nhân viên đầu tiên của tôi, đúng là không tin nổi. Không ngờ tôi lại ở đây lãng phí thời gian cả buổi với anh. Anh Đường, thời gian của tôi quý hơn anh nhiều. Thứ anh từ chối không phải là một công việc, mà là một cuộc đời huy hoàng hơn và cơ hội mở ra một kỷ nguyên mới trong giới kinh doanh. Tôi cần thấy được thực lực của anh, đảm bảo anh không đùa tôi. 13.400 tỷ. Nếu anh Đường không tin, có thể cùng tôi đến ngân hàng gần đây để xác minh. Không cần đâu, tôi tin anh Lý sẽ không dùng chuyện này để đùa. Đúng vậy, thời gian của anh và tôi đều rất quý. Anh Lý, cho phép tôi mạo muội. Xin hỏi tài sản của anh là sở hữu cá nhân hay là gia đình góp vốn? Anh Đường có từng quan tâm đến thị trường kỳ hạn không? Từng nghe nói đến, trước đây có một nhà đầu tư bán lẻ bí ẩn, kiếm được hàng tỷ đô bằng dầu thô trên quốc tế. Đợi đã. Lẽ nào là anh? Đúng là tôi. Một tháng trước tôi vẫn chưa có đồng nào, nhưng tôi đã dùng nhà thế chấp đến nay đã tích lũy được nhiều như vậy. Anh Đường còn có lo nghĩ gì nữa không? Tôi muốn hỏi anh Lý, bây giờ anh coi trọng ngành nào? Internet. Đừng nói là trong nước, dù có là tập đoàn tư bản ở phương Tây thì cũng không coi trọng Internet. Tại sao anh Lý lại có tự tin như vậy? Tôi tin rằng, Internet sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn nhân loại trong 20 năm tới. Tôi và anh sẽ cùng nhau tạo nên vinh quang này, đứng trên đỉnh thế giới. Đường Hồng Văn, anh nỡ bỏ lỡ nó sao? Anh Lý, hợp tác vui vẻ, nhất định sẽ vui vẻ. Bữa tiệc tối nay anh có đi không? Đi chứ, kinh doanh không thể không có bạn bè giúp đỡ. Ấy, bạn cấp 3 lớp chúng ta, Lý Thịnh ấy, anh còn nhớ không? Hôm nay cậu ấy gọi điện cho em, nói tối nay muốn tổ chức họp lớp ở Hỷ Lai Đăng, sao lại không gọi anh? Ừm, vì trong mắt họ, anh vẫn là tên nghèo như trước đây. Em nghe nói năm nay Lý Thịnh chơi chứng khoán kiếm được không ít tiền, nên lần này toàn gọi những bạn học có điều kiện. Chứ không gọi anh, tên Lý Thịnh này hình như đang theo đuổi em nhỉ? Không có, em có liên lạc với cậu ấy bao giờ đâu. Buổi họp lớp này, anh phải đi. Này, anh bạn Lý, bọn tôi đặt phòng ở Lan Giang Cát, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Anh Triệu, tôi xuống phòng 407 xã giao một chút, xong sẽ đến ngay. 407 à, được vậy, bọn tôi đợi cậu. Vâng. Hân Hân. Vũ Yên. Sao bây giờ mới đến, không cần đặc biệt đợi tôi đâu. Vũ Yên, cô không biết nhỉ, gần đây tôi chơi chứng khoán được 200-300 triệu đấy. Qua mấy tháng nữa, là hơn 3 tỷ rồi, bây giờ tôi có tiền rồi đấy. Vậy chúc mừng cậu nhé, tôi Vũ Yên này, đúng là không biết tốt xấu. Anh đây là... Chúng ta họp lớp. Những người không liên quan thì không thể vào được. Anh ấy là Lý Hướng Đông. Ồ, là cái tên nghèo 3 ngày ăn 2 bữa, bữa nào cũng ăn bánh bao với dưa muối đó à. Ha ha ha. Lý Thịnh, dù sao trước đây mọi người cũng là bạn học. Cậu nói chuyện lịch sự một chút, bạn học hay không phải bạn học gì chứ? Chắc chắn là nghe nói tôi chơi chứng khoán kiếm tiền, nên đến xin tôi bày vẽ cho chứ gì. Người như vậy tôi gặp nhiều lắm rồi. Vừa rồi cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem, bỏ cái tay chó của mày ra. Nếu tôi không bỏ ra thì sao? Mày không muốn sống phải không? Này, Lý Thịnh, không phải cậu nói muốn giới thiệu cổ phiếu cho bọn mình sao? Cậu nhanh nói đi, để đám bạn cũ bọn mình dính chút vận may. Cổ phiếu mà tôi giới thiệu cho mọi người chính là Khoa học Kỹ thuật Hải Thành. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch, chắc chắn sẽ được bán nhiều. Khoa học Kỹ thuật Hải Thành là cổ phiếu rác, sắp sập rồi. Bây giờ ai mua thì người đó chết. Cậu cũng hiểu về cổ phiếu à? Nếu muốn chơi chứng khoán kiếm chút tiền, không bằng mua cổ phiếu của Vạn Khoa đi. Giữ dài hạn thì cũng kiếm được 30% đấy. Hân Hân, tin anh ấy đi. Ha ha, tôi không nghe nhầm chứ? Cậu nói tôi chọn cổ phiếu rác sẽ sập hả? Gì, tôi chơi chứng khoán một năm kiếm được 2-3 tỷ. Cậu thì sao? Có hiểu không mà giới thiệu? Hại chết người ta. Cậu đền mạng hả? Đúng vậy, Lý Thịnh nổi tiếng là ông hoàng cổ phiếu đấy. Sao cậu ấy lại sai được? Tôi vẫn tin Lý Thịnh. Đúng vậy, tôi thấy cậu ta muốn thể hiện trước mặt Tô Vũ Yên thì có. Tôi đã sớm mua cổ phiếu của Khoa học Kỹ thuật Hải Thành rồi, gần đây không hề giảm. Hướng Đông, chúng ta đi thôi. Họp lớp gì với mấy người này chứ? Ôi trời, tin tức nói Khoa học Kỹ thuật Hải Thành bị nghi ngờ che giấu khoản lỗ lớn của công ty. Hiện tại giá cổ phiếu đã giảm rồi, sao có thể chứ? Tôi đã đổ hết vốn vào đó, đây chắc chắn là tin giả.
tôi biết rồi, chắc chắn là nhà cái cố ý đưa tin giả để dân chơi chứng khoán bán cổ phiếu. Ấy, anh Lý, biết anh ở đây xã giao nên chúng tôi tới góp mặt một chút, đến gặp các bạn của anh Lý, tiện thể mời ly rượu. Nào nào, các anh khách sáo quá. Ôi trời, đó là lãnh đạo ngân hàng chịu lỗi đấy. Chủ tịch Trịnh cũng đến, mấy ông lớn này đều đến mời rượu Lý Hướng Đông ư? Đi nào, chúng ta lên tầng uống. Đi đi, Vũ Yên, mấy người vừa nãy đều đến tìm Lý Hướng Đông à? Lý Hướng Đông bây giờ làm gì thế? Sao cậu ta có thể cùng ăn cơm với mấy ông lớn đó vậy? Không phải vừa nãy các cậu đều nịnh bợ ông hoàng cổ phiếu Lý Thịnh đây sao? Còn quan tâm Lý Hướng Đông làm gì? Vũ Yên, mọi người đều là bạn học. Đừng như vậy, các cậu biết trong này là gì không? 3.000 tỷ. Ấy, Vũ Yên đợi chút. Còn chuyện gì nữa? Lý Hướng Đông có tiền như thế, có thể nói với cậu ấy giúp tôi chút được không? Dù sao mọi người cũng là bạn học cũ, cũng không thể nhìn tôi chết đúng không? Đúng vậy đấy, cậu ta có nhiều tiền như vậy, vốn đăng ký mà đã 3.000 tỷ, lấy ra một ít chia cho các bạn học cũng được mà. Cậu ta kiếm được nhiều vậy cũng không tiêu hết, sao có thể nhẫn tâm nhìn bạn học mình chịu khổ chứ? Mọi người nói đúng không? Đúng vậy, chính xác, mấy người đúng là hết thuốc chữa, không biết xấu hổ là gì luôn. Sau này ai đi đường đấy, đừng khiến cái vô liêm sỉ của mấy người cắt đứt chút tình bạn cùng lớp cuối cùng của tôi. Giấy phép kinh doanh đã làm xong rồi, ngôi biệt thự này tạm thời là nơi làm việc của chúng ta. Người nhà của anh ở những biệt thự khác trước, thích phòng nào cứ chọn. Công việc tiếp theo của tôi là gì? Anh là tổng giám đốc của công ty Đông Vũ, tuy hiện tại công ty chưa có việc nhưng sắp có rồi. Đây là cảm giác khởi nghiệp nhỉ? Tuy công ty chúng ta mới khởi nghiệp, có điều chúng ta có tiền, trực tiếp mua lại công ty đối phương là được rồi. Vậy ý của anh Lý là đã có đối tượng thu mua rồi sao? Có, tôi đã đặt vé máy bay cho hai chúng ta rồi. Thành phố Thâm ư? Công ty Internet ở đó thực sự quá nhiều. Không biết mục tiêu của anh là công ty nào? Vi Tấn hiện là phần mềm liên lạc lớn nhất trong nước, có 5 triệu người dùng, trước đây tôi có nghe nói đến. Có điều, bao gồm cả Vi Tấn, trước mắt tất cả các công ty Internet đều không có lợi nhuận, ngày nào cũng lỗ. Đó chỉ là tạm thời thôi, tôi là muốn nói với tất cả mọi người, Internet có thể kiếm tiền, hơn nữa là rất nhiều tiền. Thành phố Thâm chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. Đây á, anh làm việc trong doanh nghiệp đứng đầu như Uy Nguyễn, tất nhiên là rất khó thể nghiệm được sự khó khăn của những công ty mới lập nghiệp, như vậy là không tệ rồi đấy. Ôi, máy chủ sắp sập rồi, không ổn rồi, chịu không nổi nữa, tôi muốn mua máy chủ mới, tôi cũng muốn chứ, nhưng mà mình không có tiền. Giống hệt với trong ký ức, Vi Tấn lúc này đúng là nghèo muốn sợ, máy chủ cũng không mua nổi. Vậy tiếp theo, nhân viên của Tencent chen chúc trong một căn phòng thuê chật chội với một đống vấn đề số liệu. Hứa Bân Bân, cậu mau nghĩ cách đi, một khi vỡ trận chúng ta sẽ mất đi rất nhiều tài khoản đó. Tencent lúc này đang phát hành một ứng dụng có tên là QQ, nhưng bởi vì không có mô hình kinh doanh chuyên nghiệp khiến công ty rơi vào tình trạng thiếu tiền để mua máy móc. Đám thanh niên này không tồi, nhưng chỉ là vì họ nghèo quá. Nếu họ không nghèo, sao chúng ta có cơ hội chứ? Và vấn đề của họ trong mắt Lý Hướng Đông lúc này mà nói không phải là vấn đề. Có thể mở một khu vực lưu trữ tạm thời trong server, khoảng một giây sau mới phát tin nhắn đi, như thế khách hàng cũng không thể nhận ra sự trì hoãn, còn có thể có nhiều thời gian hơn cho máy tính. Thật kỳ diệu, Hứa Bân Bân mau làm theo. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Hướng Đông, kỹ sư không những đã vượt qua nguy cơ, hơn nữa còn mở khóa được một mô hình làm việc có hiệu suất cao hơn. Sau khi làm xong việc, hai người liền vội đứng dậy cảm ơn. Và lúc này Mã tổng của Tencent cũng vừa lên lầu, sau một hồi nói chuyện hai người liền vô cùng thân thiết. Sau khi biết Lý Hướng Đông đến để đầu tư vào công ty của mình, Mã tổng liền cười như bắt được vàng. Dù sao thì công ty bọn họ giờ đã nghèo hơn cả lão Hạc rồi. Đầu tư 100 triệu, cái gì 100 triệu á? Đúng vậy, 100 triệu tiền mặt, Lý tổng đây là có ý định mua lại cả công ty chúng tôi. Không phải, tôi chỉ cần 51% cổ phần, còn lại 49% thuộc về nội bộ các anh phân chia. Điều này với việc mua đứt công ty có gì khác đâu? Khác biệt ở chỗ, tôi chỉ tham gia vào những chiến lược lớn, cùng với việc làm sao để Tencent kinh doanh có lời, nhưng cụ thể việc quản lý và kinh doanh công ty, các cậu nắm giữ, các cậu thấy thế nào? Còn thế nào nữa? Dùng mắt nhìn, dùng hai chân hai tay đồng ý chứ còn gì nữa? Không quan tâm đến việc quản lý của công ty, còn giúp chúng ta kiếm lợi nhuận, đây chẳng phải là thứ mà chúng ta vẫn mơ về sao? Trong tương lai, Tencent sẽ trở thành một công ty lớn mạnh trị giá triệu đô, đến khi đó mỗi giây mỗi phút đều có thể sinh lời cả tiền triệu. Anh nói thật không, Lý tổng? Anh nói, anh có cách khiến chúng tôi có thể kiếm lời. Đương nhiên, nhưng mà các anh phải ký hợp đồng với tôi trước đã. Được, chúng tôi đồng ý, nhưng cách để có doanh thu và việc anh Hứa không xen vào việc quản lý công ty cũng phải viết vào hợp đồng. Điều này là đương nhiên, nhưng thời kỳ đầu, Đường Hồng Văn sẽ giúp các cậu xây dựng cơ cấu công ty. Điều này các cậu không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên là không, một giám đốc chuyên nghiệp như Đường tổng đến giúp chúng tôi cầu còn không được. Tôi đi lấy hợp đồng, đây Lý tổng.
Ngày mai lúc lên ca hãy qua bên Bộ Công Thương làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Sau đó vốn của tôi sẽ rót vào tài khoản của cậu ngay lập tức. Lý Tổng Anh mau nói đi, nói gì cơ, phương pháp kinh doanh, tôi quên mất, tôi còn tưởng các cậu đang đợi tiền. Thực ra, chắc các cậu đều biết máy nhắn tin nhỉ, bây giờ gửi tin nhắn cho người khác, người đó nhất định phải ngồi trước máy. Nếu chúng ta hợp tác với công ty viễn thông, để tin tức dùng hình thức tin nhắn, gửi cho người đang không ngồi trước máy tính, thì sẽ thế nào, lợi hại quá, điều này sẽ tăng tỷ lệ tin nhắn. Và cũng là một cách để kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Điều này nhất định sẽ tạo nên một cơn dư chấn, một tin nhắn một xu tiền, cho dù chúng tôi chỉ kiếm được 1/3, thì đó cũng là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Một vấn đề nữa là nguồn của họ tác quá lớn, các cậu nghĩ cách nén nhỏ cố gắng trong phạm vi 1 MB. Tin tôi đi, làm như thế này mặc dù có hơi phiền phức, nhưng ít nhất sẽ khiến khách hàng tăng lên gấp 3 lần. Từ ngày mai tôi sẽ nghiên cứu, từ ngày mai trở đi đừng phát hành số hot tab có 5 số nữa. Bắt đầu từ 6 số, những con số liền nhau hoặc cắt lợi, ví dụ như 666.888. Đều giữ lại, hứa tổng, có thể đem số hot tab của tôi, đổi thành 5 số 9 được không? Điều này đơn giản, hãy giao cho tôi, tại sao lại giữ lại những số tài khoản đó? Trong tương lai những số tài khoản này sẽ có giá cả vạn tệ. Đáng tiền thế sao? Hướng Đông à, bố em muốn mời anh ăn tối, nhân tiện bàn vài việc về vấn đề bất động sản. Hóa ra trước đó Lý Hướng Đông có nhắc đến công việc làm ăn bất động sản. Chỉ vì trong vài năm tới. Tập phim hôm nay tới đây thôi, các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé. Đông có nhắc đến công việc làm ăn bất động sản. Chỉ vì trong vài năm tới, ngành bất động sẽ là một ngành siêu lợi nhuận. Và tầm nhìn xa của Lý Hướng Đông hiển nhiên đã được nhạc phụ tán thành. Chúng ta hãy nói về vấn đề bất động sản mà cậu nói đi. Lần trước sau khi nghe cậu nói, tôi đã phái người đi điều tra thị trường, phát hiện đúng là có cơ hội lớn, tập đoàn Tô Thị có thể lấy trung tâm tỉnh làm trung tâm. Sau đó mới xây dựng lại bản doanh hùng mạnh của mình. Rồi tiếp đến các thành phố lân cận, tôi định chọn một mảnh đất đẹp ở khu vực đẹp trong thành phố. Trong thời gian ngắn nhất, tạo dựng danh tiếng trong ngành bất động sản, được, nhưng vốn đầu tư cũng là một vấn đề, vậy nên tôi mới tìm cậu. Đương nhiên là được, bác cần bao nhiêu? Chúng ta mở một công ty, mỗi người đầu tư vào đó 1 tỷ cổ phần, mỗi người một nửa. Bác ạ, cháu chỉ cần 40% cổ phần là được rồi. Vẫn là 50-50 tốt hơn, dù sao chút gia sản này của tôi, sớm muộn cũng là của hai đứa. Bố, Hướng Đông này, văn phòng tỉnh chuẩn bị đấu giá một mảnh đất, tôi thấy rất đáng để đầu tư. Vị trí mảnh đất đó thế nào? Tổng cộng 16 mẫu, cũng không phải là nhỏ. Hóa ra là ở đây, 5 năm sau nơi này vô cùng hot, khu nhà giàu sau này chính là ở đây. Tôi nhớ năm 2018, giá nhà ở khu này là 8 vạn, vị trí của nó là ở phía nam gần sông, vấn đề duy nhất đó là hơi hẻo lánh. Thuộc khu vực ngoài của trung tâm thành phố, giao thông và cơ sở hạ tầng hơi kém một chút. Hiện nay trung tâm thành phố đã cũ và vô cùng chật hẹp. Giãn rộng ra ngoại thành là điều nhất định, miếng đất này lại gần Nam Lâm Giang, trong tương lai sẽ là mảnh đất vàng. Tôi có thông tin nội bộ, văn phòng tỉnh đã đang thảo luận, kế hoạch giãn rộng thành phố. Hướng Đông, trực giác của cậu khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Mảnh đất này giá khởi điểm là bao nhiêu? 300 triệu, còn kế hoạch phát triển nguyên bờ sông Nam Lâm Giang, cậu nghĩ chúng ta có cần phải tham gia vào không? Nhất định phải thâu tóm. Một khi chúng ta lấy được quyền phát triển cả bên bờ sông Nam Lâm Giang, chúng ta sẽ nắm được quyền quyết định lớn nhất của trung tâm kinh tế của cả thành phố vào 20 năm nữa. Được, tôi tin cậu, sau này, chuyện đấu giá miếng đất này sẽ giao cho cậu. Tôi lập tức sắp xếp người đi làm thủ tục đăng ký công ty. Nếu đã quyết định vậy thì phải nhanh chân thôi. Chúng ta bắt đầu thôi. Nói cho anh biết, trước đó nghe bố em nói, tin tức về mảnh đất đó đã được tiết lộ ra ngoài nên hiện giờ có rất nhiều người đang nghe ngóng. Đến mấy người có tiền trong thành phố cũng đang có hứng thú. Điều này là đương nhiên, những người giàu có, thứ chúng ta nhìn ra, đương nhiên họ cũng nhìn ra, nhưng cạnh tranh càng lớn thì giá càng cao. Điều này là đương nhiên, ngày mai anh sẽ ra ngoài một chuyến. Anh định đi đâu? 2 ngày nữa là đến buổi đấu giá, hơn nữa là thủ tục đăng ký thành lập công ty đã xong. Anh phải đi xin tư cách đấu giá. Khi Lý Hướng Đông đi đăng ký đấu giá, vừa hay gặp phải tình địch Phú Nhị Đại của mình, một thằng ăn bám mà cũng đến xin tư cách đấu giá. Xem ra có chút gì đó, đáng tiếc là anh chẳng bao giờ ăn được, mày đứng có đắc ý. Mày nhiều nhất cũng chỉ là một con chó bên họ mà thôi, vậy lần này phải xem, chúng ta ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Công ty bất động sản Tần Thanh, vốn điều lệ 3 tỷ, đây là số của anh, xin cảm ơn, Tô Kinh Quốc lão già đó, cho ngươi là Tô Vũ Nhạn những 3 tỷ. Nếu như không hài lòng thì hãy cắn tôi nè, mày đắc ý không được bao lâu nữa đâu, rất nhanh thôi tao sẽ khiến mày phải quỳ dưới chân tao. Con người anh khá thú vị đó, cô quá khen rồi, nếu như lúc nãy họ đánh anh sẽ làm thế nào? Báo cảnh sát thôi, anh không định cho tôi tấm danh thiếp, sau đó hỏi thông tin liên lạc của tôi sao? Tôi không có hứng thú, nói tiếng Quảng, chắc là người của ông chủ Hồng Kông,
Xem ra, Hà Gia và bên phía Hồng Kông có liên quan. Người đàn ông này khá thú vị đó. Ý của cậu là, nhà họ Hà, bên phía Hồng Kông đã liên hệ với nhau. Chỉ cần bên Hồng Kông đầu tư vào miếng đất đó sẽ ngày càng đáng tiền. Chẳng trách Hà Gia tỏ ra nhất quyết phải lấy được miếng đất đó. Cậu định làm gì? Cho họ đối đầu với Hà Gia không có tác dụng. Và cũng không cần thiết. Nếu như bên Hồng Kông không đầu tư nữa, nhà họ Hà sẽ lỗ nặng. Cậu có nắm chắc mình có sức ảnh hưởng đến phía Hồng Kông không? Chỉ cần họ hợp tác với mình sẽ có được lợi nhuận lớn hơn. Sao họ lại không làm thế chứ? Đáng chết, Lý Hướng Đông, đồ chó má, dám trèo lên đầu ông. Lão gia đã nói rồi, việc chính lúc này quan trọng nhất. Đợi khi chúng ta thành công, hắn chẳng phải cũng chỉ là một con chó trước mặt cậu sao? Đúng lắm, sợ là Lý Hướng Đông và Tô Kinh Quốc nằm mơ cũng không thể ngờ. Chúng ta lại có bên Hồng Kông chống lưng, nhất định tôi sẽ là người cười đến cuối cùng. Hoắc thiếu gia anh đến rồi à? Cậu chẳng phải đã nói sẽ đưa tôi đi tìm thú vui trong thành phố sao? Sao thế, lúc này nhìn cậu có vẻ như tâm trạng không được tốt cho lắm. Không có, chỉ là có chút chuyện. Tập phim hôm nay tới đây thôi, các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé. Thằng trai nông thôn đưa cô vợ phú bà đến tham gia buổi bán đấu giá đất đai, kết quả bị thiếu gia nhà giàu cười nhạo. Thằng ăn bám vợ lại đến rồi, Tô Vũ Yên, thiên đường có đường cô không đi, lại nhất quyết ở cùng một chỗ với cái tên phế vật này, nhường đường, ây da, bỏ công tôi thích cô như vậy, mà cô lại mắt mù. Nhìn chúng cái tên phế vật kia, nhưng không ai biết là chàng trai này sắp tham gia buổi đấu giá này cũng là chủ ý của anh. Nhưng bên phía tên phú nhị đại kia lại được Hoắc gia ủng hộ, muốn lấy được mảnh đất vàng phía nam là khó trong khó. Bây giờ bắt đầu, giá khởi điểm 300 triệu, mỗi lần dơ biển báo giá không được thấp hơn 1 triệu. 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, 700 triệu. Không có tiền thì đừng đua đòi đấu giá, không nhìn lại xem mình là cái dạng gì đi. Hắn đang cố tình chọc tức anh biết, thế chúng ta phải làm sao? Giới hạn của chúng ta là 900 triệu, nhìn dáng vẻ anh ta, chắc chắn không buông tay đâu. 710 triệu. Sao, hết tiền rồi à? Tăng 10 triệu một lượt thì tính gì? Ông đây ra giá 1 tỷ, có giỏi thì tăng tiếp đi. Chúng ta phải làm sao? Yên tâm đi, anh có trợ thủ, 1 tỷ lần thứ hai, những người khác ra giá nữa không? Không phải mày giỏi lắm sao? Lên giá đi, mày giỏi mày tăng cho bố mày cái, định mợ tao lấy tiền đập chết mày. Dám chơi với ông, thằng chó mày còn non lắm. 1 tỷ 2. Hướng Đông, chúng ta không phải là không mua nữa sao? Tiền nhà họ Hà không phải rất nhiều sao? Để bọn họ thêm vài trăm nữa. Anh tồi quá đi. 1 tỷ 2 lần thứ nhất. Mảnh đất này rất được xem trọng, giá trị tương lai không hề thấp. Chúng ta nhất định phải lấy được. Gia tộc đã đem toàn bộ vốn gom góp lại rồi. Lần đấu giá này tuyệt đối không được sai sót. 1 tỷ 2 lần thứ 3, 1 tỷ 5. Lý Hướng Đông, mày có ý gì đây? Tưởng 1 tỷ 2 là thắng sao? So tiền với tao à? Mày đủ tư cách sao? 1 tỷ 5 còn nữa không? 1 tỷ 5 lần thứ nhất. 1 tỷ 5 lần thứ hai. Tiếp tục đi. Sao không đấu tiếp? Có giỏi thì tiếp tục đi. Tao đéo tin là mày còn có tiền, tăng lên 2 tỷ. Chàng trai ra giá 1 tỷ 2 kia là ai? Anh ta là người đến từ bất động sản Phổ Thanh. Hình như là người bản địa, phe của tên Tô gia. Ồ, chàng trai này được thú vị lắm. Người ra giá 1 tỷ 5, tên là Hà Khởi Minh, con từng nhắc đến rồi. Chàng trai mà bố để ý, chắc chắn là bị cái giá Hà Khởi Minh đưa ra dọa sợ rồi, không có tiền đồ, nhát. Đó là hắn đang dắt mũi chó, thế mà mày cũng không nhìn ra. Một câu thôi đã khiến người mày giới thiệu, ra nhiều thêm 500 triệu. Nếu mày có giỏi được bằng nửa cậu ta, thì lần này tao đã không cần đích thân đến đây. Xin lỗi, bố. Đi thôi. 1 tỷ 5 lần thứ 3, đấu giá thành công, chúng ta cùng chúc mừng. Công ty đầu tư trách nhiệm hữu hạn Hà Thị, đấu giá thành công. Thứ phế vật kia, sao mày không theo tiếp đi? Tao đã nói mày là phế vật mà. Có phải lão gia Tô Kinh Quốc không cho mày đủ tiền không? Đừng sốt ruột, xuống tầng đợi anh đi xử lý chút việc. Ngài Hoắc, tôi muốn được nói chuyện với ngài. Ngài Hoắc, Lý Hướng Đông, mày điên rồi à? Mày tưởng mày là ai mà đòi nói chuyện với ngài Hoắc? Không có tiền thì cút bản bạc cái con mẹ mày. Hoắc tiểu thư, coi như tôi nợ cô một ân tình. Bố, nghe xem anh ta định nói gì đi. Chàng trai, lần này tôi chỉ là một vị khách ngồi xem, tìm tôi cũng vô dụng thôi, đấu giá là chuyện khác. Còn việc tôi muốn tìm ngài nói chuyện là một chuyện khác, có chuyện lớn thế nào, đừng làm phiền chúng tôi, get out. Hoắc gia thâm, bố còn chưa nói gì, mày trễ mõm vào làm gì? Chàng trai, thủ đoạn của cậu khá lắm, bây giờ tôi đang đợi tài xế, trong lúc này cậu có thể nói. Cảm ơn. Ngài Hoắc, ở Hồng Kông có rất nhiều gia đình giàu có, nhưng nhà giàu duy nhất trong mắt tôi chỉ có Hoắc gia. Cảm ơn lời khen của cậu, nhưng nó có liên quan gì đến việc cậu chuẩn bị bàn với tôi không? Ngài Hoắc, mấy năm gần đây trong thời kỳ kinh tế hỗn loạn, nhà họ Hoắc đã thiệt hại 9 tỷ, tôi có thể giúp ngài kiếm lại. Chàng trai, cậu có biết hậu quả của việc lỡ lời không?
Một thời gian trước, nhà đầu tư bán lẻ dầu được chú ý kia, chính là tôi. Cậu muốn gì? Tôi muốn sự hợp tác toàn diện của Hoắc gia, nhưng điều này không khiến Hoắc gia phải đầu tư mù quáng, vì hợp tác là đôi bên cùng có lợi, kể cả quyền khai phá và phát triển bờ sông phía nam. Chàng trai, dạ dày của cậu không nhỏ ha, cậu có biết Hoắc gia chúng tôi lớn thế nào không? Nhưng khối lượng nội địa càng lớn, lớn đến mức có thể nuốt chửng cả Hoắc gia, không gì có thể đánh bại được. Ôi chàng trai trẻ, tôi càng ngày càng thấy có hứng thú với cậu rồi đấy, ha ha, không tệ. Được lắm. Bố, hắn chỉ đang nói phép. Thế bố cũng tin? Chỉ có thể, mà cũng đòi hợp tác toàn diện với nhà chúng ta. Hắn có tiền có năng lực không? Ông nội mày ngày xưa cũng lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng đấy. Ông ấy kinh doanh dựa trên $200 mới có Hoắc gia như hiện tại. Bây giờ cậu ta chưa có tiền, điều đó không có nghĩa là tương lai cũng thế. Sau này hạn chế chơi với nhóm bạn đầu chó của mày lại đi. Tài thì chẳng có, mà mồm thì lắm. Chàng trai, tôi chuẩn bị đầu tư một hạng mục khi vui chơi trong nước, có hứng thú không? Mấy ngày nay tôi ở chỗ này, rảnh thì đến tìm tôi. Thân là vãn bối nhất định em sẽ đến. Được, đợi đã, ngài Hoắc đợi đã. Bây giờ bọn tôi bỏ ra 1.5 tỷ để đấu giá quyền sử dụng và phát triển đất, mà giờ ông cứ thế vứt bỏ Hà thị chúng tôi sao? Mày hứa gì với nó? Bố, đừng nghe hắn nói bậy. Con chỉ hứa với hắn sẽ giới thiệu Hà thị cho bố, chứ không hề nói chắc chắn sẽ hợp tác. Chàng trai, tôi đợi cậu. Các người đứng lại. Hoắc gia thâm, ông đây hầu hạ mày như một con chó, mà giờ này không quan tâm tao, mày còn nói lời vô nghĩa nữa, tao đập chết mày đấy, mày có tin không? 1.5 tỷ. Nhà họ Hà bọn tao bỏ ra 1.5 tỷ, mà mày lại nói thế? Không thể nào. Đáng đời. Đã thành giao đâu, không đưa tiền nữa không phải là được rồi sao? Chỉ cần đặt cọc 50 triệu. Tôi cũng đi đây, cảm ơn, nợ cô một ân tình. Nhớ trả đấy. Lý Hướng Đông, con mẹ mày, dám hãm hại tao. Bảng đấu giá anh tự dơ, giá tiền tự anh hết, sao lại thành tôi hãm hại anh rồi? Đừng tưởng bố mày ngu, 1,2 tỷ cuối cùng là mày lên, mày cố tình để tao tăng giá, để tao đi vào ngõ cụt. Nếu tôi là anh, thì tôi sẽ nghĩ nên làm gì tiếp theo, chứ không phải ở đây nổi giận. Nổi giận giải quyết được vấn đề sao? Tao sẽ không cho mày được đắc ý đâu, quyền phát triển tôi đã có được rồi. Tôi sẽ không nhượng lại đâu, thế anh cứ cầm lấy đi. Tiền đề là về nhà anh có thể ăn bớt được cơm, bây giờ đã không còn sự ủng hộ của Hoắc gia nữa rồi. Bất động sản Phổ Thanh bọn tôi hợp tác cùng với Hoắc gia, cho dù không có mảnh đất phía nam đó, thì mảnh phía bắc cũng khai thác được hết. Còn có 1 tỷ lúc trước mấy người tổn thất, sau đó lại mất thêm 1.5 tỷ. Hà gia các người có bao nhiêu tiền, lại dám đưa cho kẻ thất bại như anh giữ? Còn có, anh cũng thật là bại gia hiếu đạo. Bố ơi, chúng con về rồi. Ây ya ha ha ha, chiến thắng trở về rồi, coi như là hoàn thành sứ mệnh đi. Bố biết hết cả rồi. Thằng này lại có thể bình tĩnh đối mặt với Hoắc gia như thế, còn biết tiến biết lùi đúng lúc. Bạn bố có mặt ở đó khi chứng kiến cảnh đó đã khen con lên tận trời luôn. Vì họ đúng là có tiền có tiếng, nhưng con cũng không phải cầu họ hợp tác, chỉ là đưa ra cho họ một hướng hợp tác có lợi hơn mà thôi. Hôm nay vui vẻ, hai bố con ta phải uống một ly. Vậy bố con đi lấy rượu. Bố, chúng ta đều bị Lý Hướng Đông, bố biết cả rồi. Con không can tâm, ngay từ lúc bắt đầu, con đã bước vào cái bẫy của người ta rồi. Thật không ngờ, một thanh niên trẻ như Hướng Đông lại có thể đả động tới Hoắc Khởi Lâm. Đây là biến số lớn nhất, cũng là chìa khóa chuyển bại thành thắng của nhà họ Tô. Con muốn giết hắn. Mày rời khỏi thành phố trước đi, hai bài học trong một ngày, sau này hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi làm việc, nếu không, tao cũng không cứu được. Lý Hướng Đông, mày đợi đấy. Triệu Tổng, có chuyện gì thế? Người anh em, lần này chú phải giúp anh, nếu không thì hỏng. Sao thế? Lương Trạch nắm được một vài tài liệu cho vay phạm pháp của xí nghiệp, bây giờ bắt đầu lôi chuyện đó ra. Số tiền là bao nhiêu? Tiền không nhiều, chỉ 3 triệu. Tên khốn nạn Lương Trạch này cố tình đào cho tôi một cái hố, tôi nể tình là bạn bè nên đã cho họ vay tiền bất hợp pháp. Kết quả ai mà biết được, đám người đó lại cầm tiền bỏ trốn. Bây giờ nếu Lương Trạch làm lớn chuyện này lên thì chúng ta gặp rắc rối chắc. Triệu Lôi được thăng chức ở chi nhánh tỉnh, Lương Trạch chỉ vì vi phạm luật về góp vốn. Xem ra là mình thay đổi quỹ đạo của Triệu Lôi, việc này mình phải giúp rồi, nếu không thấy ổn thì thôi, cùng lắm tôi không làm chức vụ này nữa. Mọi thứ rất dễ giải quyết, em đang nghĩ. Nếu xuất hiện cơ hội thế này, chi bằng chúng ta xử luôn Lương Trạch đi. Chú có chắc không, anh gọi điện cho hắn đi, cứ nói rằng em mời ăn tối, cái này, đây không phải là tự chui đầu lộ diện sao, bây giờ hắn đang tìm chú khắp nơi. Em chỉ sợ hắn không tìm em, nếu có tìm thì không khó xử lý. Họ Triệu à, anh còn gọi điện cho tôi làm gì? Là để xin tha hay sao?
muốn mời anh ra ngoài ăn tối. Ha ha, ăn cơm à? Cho dù mày quỳ trước mặt tao, tao cũng không tha cho mày đâu. Muốn trách thì trách mày theo nhầm người. Trừ khi mày gọi thằng Lý Hướng Đông đó ra đây để nó dập đầu xin tha, thì tao còn xem xét tha cho mày. Chính cậu ta muốn gặp anh. Được, chiều ngày mai lúc 2 giờ, khách sạn Thiên Nhiên Kỷ, cầm tấm séc 80 triệu đến đây. Nếu không thì tao đập gãy chân nó để nó bò ra ngoài. Lương Trạch có qua lại với xã hội đen, chúng ta làm như thế có phải liều lĩnh quá không? Chút thủ đoạn đó của hắn không lên nổi sân khấu đâu. Không sao thật chứ, đừng lo, hắn còn chém chết chúng ta được sao? Lương tổng của chúng tôi dặn rồi, muốn vào bên trong thì phải bò từ đây vào. Lương tổng, đây là lòng hiếu khách của anh à? Anh tưởng tìm vài tên côn đồ là có thể canh cửa được thì anh tự mình chơi thong thả. Đàn em không hiểu chuyện, mau vào đi. Mang tiền đến chưa? Tiền gì? Đệt mợ, mày đùa tao à? 80 triệu tao bảo mày mang theo đâu? Tiền bây giờ thì tôi có. Nhưng mà ông tưởng là hôm nay tôi tới đây để đưa tiền sao? Lý Hướng Đông, chưa có kẻ nào dám láo tét với tao đâu. Mày có tin bây giờ tao sẽ lập tức kêu người chặt chân mày không? Đây là một cuộc gặp sinh tử, tiếp theo để xem ai là kẻ sẽ cười đến cùng đây. Nhớ like và theo dõi để đón chờ tập tiếp theo nhé. Bye bye. Tập phim hôm nay tới đây thôi. Các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé. Để tôi lo. Đại ca tao bảo tụi mày muốn vào phải chui qua hàng tao. Lương tổng, đây là cách đón khách của ông hả? Tốt thôi. Nếu ông nghĩ rằng việc kiếm một vài tên côn đồ có thể giữ cửa, vậy ông chơi một mình đi. Ha ha, em chơi vào đi. Tiền đâu rồi? 80 triệu tôi nói đâu? Bảo định, giá giảm mạnh, nhiệm vụ được giao bởi ông Triệu đã thẳng thắn. Lương tổng, những gì tôi có bây giờ là... Nhưng ông nghĩ rằng tôi ở đây để đưa tiền cho ông sao? Lý Hướng Đông, không ai dám hành động tự phụ trước mặt tên hay không? Tôi sẽ cho đàn em bẻ chân cậu rồi không? Sếp, trong vòng 10 phút giá cổ phiếu giảm mạnh. Làm thế nào có thể? Chính mày là người đã yêu cầu công ty giá cổ. Rất xin lỗi, sau khi mở giá cổ phiếu giảm tôi đâu liên quan. Tôi chỉ thấy bực bội nên muốn hủy đi vài thứ thôi. Để anh mất vài trăm triệu đầu tiên. Tiền và cuộc sống của tao đều nằm trong cổ phiếu của công ty đó. Mày đang giết tao bằng cách đập vỡ chén cơm hả? Thật là một sự trùng hợp. Nếu không thì ông quỳ xuống đi. Có lẽ tôi tâm trạng tốt để lại cho ông một con đường sống. Lý Hướng Đông, tao không tha cho mày. Im lặng, nếu tôi là ông, tôi sẽ suy nghĩ làm sao giải thích. Những nhà đầu tư đó sẽ làm gì với ông? Họ có thể lột da ông bất cứ lúc nào. Mày là ác quỷ. Cảm ơn. Mày nghĩ bạn đã thắng. Nếu không thì tất cả chúng ta ở bên ngoài. Tao là lươn chiết. Tao sẽ trốn thoát vào ngày mai. Vậy thì sao? Tao sẽ giết mày trước đó. Ông có phải là lương chiết không? Tôi hỏi ông có phải là lương chiết. Tôi là lương chiết. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng ông và bí mật thao thấm bất hợp pháp. Tất cả là do mày sắp đặt. Những gì ông đã làm xáo phạm pháp luật là lỗi của riêng ông. Đừng ngụy biện. Nếu nó không phải là của bạn. Lương chiết sắp chết không biết sám hối. Chúng ta không thể được sắp xếp để làm mọi thứ bởi bất tế. Chúng tôi đã chỉ là ở quá nhiều thời gian già ra điều đó. Tốt, thực sự tốt. Mày đã thiết kế nó ngay từ đầu, chỉ để đưa tao vào tù. Lý Hướng Đông, tao giết mày. Anh ơi, anh có cần em giúp vay tiền không? Tôi không. Trước đây thật khó khăn vì lương chiết đã nhìn chằm chằm. Bây giờ lương chiết đã xuống, tôi có thể lo phần còn lại. Sau này nếu gặp khó khăn gì, hãy đến tìm tôi giúp cậu, tôi giúp anh, tôi vì anh là bạn tôi. Đó là những điều tôi muốn nói. Tôi đã học được rất nhiều từ sự cố này. Những người bạn ở bàn rượu và bàn ăn tối trước khi đến lúc bắt tay vào công việc kinh doanh, không ai trong số họ ai cũng có hoàn cảnh được. Rồi tất cả sẽ qua thôi. Yên tâm, chủ tịch Lý sẽ đi đâu? Tôi sẽ tiến cậu. Tập phim hôm nay tới đây thôi. Các bạn hãy ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé. Tao gì? Mấy ngày nay con đi đâu vậy? Mẹ thấy trong phòng bên cạnh nơi con sống đèn không sáng, cũng không thấy ai. Mẹ con bận giải quyết chút chuyện. Chuyện gì? Sao có chuyện tốt chưa? Gì? Chỉ là đi làm chút việc thôi. Nó chủ yếu là về hợp tác kinh doanh. Không như gì nghĩ đâu. Vô nhạn, không có gì phải xấu hổ. Chờ cho đến khi cha Hướng Đông trở lại. Hãy bàn chuyện. Khi nào thì hai gia đình gặp nhau? Mẹ ơi, mẹ nói cái gì vậy? Đừng làm cô ấy ngại. Ngại cái gì nữa mà ngại? Con định không cho Vũ Nhạn danh phận à? Mẹ không đồng ý. Gặp cha mẹ hai bên đi. Anh Hoắc.
Tôi đi bây giờ. Đây là bảo bối của chúng tôi vừa về cửa hàng được gọi là vĩnh cửu. Không tệ, thanh toán cho tôi. Giá của chiếc nhẫn kim cương này là 100. Anh có chắc là anh muốn lấy quay thẻ nhanh đi? Tôi còn có việc phải làm. Xin hãy cất chiếc nhẫn kim cương của ngài đi thương. Sau khi nói chuyện với ông Hoắc, hãy làm cho cô ấy ngạc nhiên. Cậu Lý, tôi phải về Hồng Kông ngày mai. Thỏa thuận đã được hoàn thành. Nếu cậu giành được quyền phát triển, sau đó không có vấn đề. Cảm ơn anh Hoắc. Không sao, chỉ là giúp chút thôi. Gia đình cậu nói chắc là một công ty tương đối mạnh trong tỉnh. Tôi vẫn tin tưởng cậu để hợp tác với cậu. Sau một thời gian, tôi cũng định đến thành phố Hồng Kông. Bởi vì tôi phát hiện ra đây là thời điểm tốt để trở kiếm một khoản. Mà không thể chơi bất động sản ở Hồng Kông mà không có vốn. Thực sự với tài sản hiện tại của tôi, bất động sản ở thành phố Hồng Kông là thị trường chứng khoán ở thành phố Hồng Kông sẽ có một cơn sóng. Vì thế, đó là những gì tôi đã nói. Nó có thể bù đắp cho việc mất 100 triệu nhập khẩu sẽ được trao. Cậu còn cần gây chú ý. Trong thời gian ngắn nhất định sẽ nổi sóng lớn. Cậu chắc chắn đến mức nào? Anh Hoắc biết. Không có sự chắc chắn tuyệt đối 100% trên thị trường vốn. Tôi thực sự đang ở trong một tâm trạng tồi tệ. Bây giờ nên thực sự cần một cơ sở, cơ hội kiếm lại tiền nhanh chóng. Ai, khá rất khá. Hẹn gặp cậu ở thành phố Hồng Kông. Nếu cậu thực sự có thể làm những gì cậu nói, chắc chắn cậu sẽ là người quan trọng của Hoắc gia chúng tôi. Khi chúng tôi đến Hồng Kông, chúng tôi nhất định tôi vẫn liên lạc với anh Hoắc. Em đang làm gì ở đây vậy? Anh biết chưa, danh sách giàu đã có. Anh đã là người giàu nhất nước. Ồ, không tệ. Chúc mừng. Vậy anh phải chúc mừng em. Vì sao? Bởi vì em sắp lấy người giàu số 1. Ai bảo em muốn lấy anh chứ? Ồ, thế thì thôi vậy nhỉ. Thật đáng tiếc chiếc nhẫn kim cương này. Vậy thì hãy ném nó đi, em nhỉ.